Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 92. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một cái thanh âm lười biếng nói, phụ thân, nghe nói có một sư muội bị kẹt ở trong bí cảnh không ra được. Triệu Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người thanh niên áo bào đen mỉm cười đi tới, hơi thở hùng hậu. Triệu Lôi ánh mắt híp lại, thoáng qua một món hàn mang, không nghĩ tới, nho nhỏ này Vân Minh Tông, còn có xuất sắc như vậy đệ tử. Liễu Vân Phi nói, phụ thân, để cho ta tiến vào bí cảnh bên trong, cứu sư muội đi ra đi. Vân Minh Tông Tông chủ gật đầu một cái, đối với Triệu Lôi cười nói, nếu Vân Phi trở về, như vậy, cũng không nhọc đến phiền Triệu công tử ra tay. Triệu Lôi trầm mặc chốc lát, cái này Liễu Vân Phi, xem ra là Vân Minh Tông Tông chủ chi tử, nếu để cho Trần Phi Anh ra tay đối phó hắn, Vân Minh Tông Tông chủ, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên, hắn lại lộ ra một nụ cười châm biếm, đối với Vân Minh Tông Tông chủ nói, mới vừa rồi Tông chủ nói, cái này bí cảnh bên trong, tràn đầy nguy hiểm, hơn một người, luôn là hơn một phần bảo đảm, không bằng, để cho ta và vị này Liễu đạo hữu cùng chung tiến vào bí cảnh bên trong, há chẳng phải là hơn nữa ổn thỏa. Vân Minh Tông Tông chủ mới vừa rồi đã đem chuyện đầu đuôi, truyền âm cho liền Liễu Vân Phi, bây giờ, Liễu Vân Phi nghe được Triệu Lôi nói như vậy, không khỏi chân mày khều một cái, cười lạnh nói. Không cần Triệu huynh, người dù sao không phải là ta Vân Minh Tông người, dựa theo truyền thống, chỉ có chúng ta Vân Minh Tông người mới có tư cách tiến vào bí cảnh, chuyện này, và ngươi không liên quan. Hơn nữa, cái này bí cảnh, ta xa xa so ngươi quen thuộc, căn bản, không cần người bất kỳ trợ giúp. Triệu Lôi mỉm cười nói, xem ra, Liễu huynh đối với mình thực lực, rất có lòng tin à. Bất quá, ngươi nếu như thất bại, không riêng gì ngươi, liền Hạnh Nhi cô nương, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu, là cùng Hạnh Nhi cô nương có liên quan chuyện, làm sao có thể nói, cùng Triệu mỗ không liên quan đâu. Phải biết, ta và Hạnh Nhi cảm tình, có thể không nhất thiết, có phải hay không, Lưu trưởng lão. Lưu Tú cười nịnh nói, đúng là như vậy, Hạnh Nhi cái này nha đầu, và Triệu công tử là lưỡng tình tương duyệt, thậm chí, lập tức phải lập gia đình, làm sao có thể nói, cùng Triệu công tử không liên quan đâu. Mọi người nghe vậy, rối rít khinh bỉ nhìn về phía hai người, nếu không phải Triệu Lôi ép cưới, Ngô Hạnh Nhi làm sao sẽ tiến vào bí cảnh. Bây giờ, ở bọn họ trong miệng, ngược lại thành cái gì lưỡng tình tương duyệt. Không bằng, Liễu huynh và ta so tài một chàng, nếu như ngươi thắng ta mà nói, Triệu mỗ tự nhiên không lời có thể nói. So tài, Liễu Vân Phi liếc Triệu Lôi nói, Triệu huynh, ta xem ngươi dáng vẻ mới vừa mới tiến cấp tạo hóa cảnh tầng 7 trời, cảnh giới, còn không quá vững định đi, chẳng lẽ, ngươi lấy là tu vi so ta cao nửa xoay sở, là có thể chắc thắng ta. Liễu Vân Phi mặc dù vẫn là thuộc về Vân Minh Tông đệ tử, nhưng trong thực tế, hắn chân chính tu hành chỗ, nhưng không ở nơi này, năm đó cơ duyên xảo hợp dưới, hắn bị một người nhất lưu thế lực trưởng lão thu làm đệ tử. Mặc dù trên danh nghĩa không có gia nhập cái đó tông môn, nhưng là, thực tế và nhất lưu thế lực đệ tử chân truyền, cũng không có gì khác biệt, thực lực cũng là vượt xa cảnh giới, cho nên, đối với Triệu Lôi, hắn cũng không phải là biết bao sợ hãi. Thắng, Triệu Lôi đột nhiên cười lớn, ha ha ha, Liễu huynh à, ngươi, có phải hay không lầm cái gì à? Liễu Vân Phi ánh mắt run lên, cau mày nói, ngươi, cười cái gì? Triệu Lôi thật vất vả ngưng cười ý, đột nhiên đưa ra ba ngón tay, ở Liễu Vân Phi trước mặt quơ quơ. Liễu Vân Phi sửng sốt nói, ngươi đây là ý gì? Triệu Lôi cân nhắc cười nói, ba chiêu. Hắn lại quơ quơ vậy ba ngón tay. Nếu như ngươi có thể ở ta trong tay chống nổi ba chiêu bất bại, ta vứt bỏ tiến vào bí cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là một phiến xôn xao. Ba chiêu đánh bại Liễu Vân Phi, cái này Triệu Lôi ý nghĩa là, hắn căn bản cũng không có cầm Liễu Vân Phi, làm đối thủ của mình. Liễu Vân Phi nghe vậy, lại là căn bản không khống chế được lửa giận của mình, hắn thân là nhất lưu thế lực trưởng lão sủng ái nhất đệ tử. Lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Lúc này vượt qua đám người ra, đứng ở Triệu Lôi trước mặt nói, được. Vậy ta thì phải xem, người rốt cuộc có bản lãnh này hay không. Niềm kiêu ngạo của hắn, không cho làm nhục. Triệu Lôi ánh mắt chớp mắt, cái này ngu xuẩn, quả nhiên mắc câu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Vân Minh Tông diễn võ trường.
Vân Minh Tông tông chủ, có chút lo âu nhìn Liễu Vân Phi một mắt, vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hai người gật đầu một cái, Vân Minh Tông tông chủ tuyên bố, bắt đầu tỉ thí. Vừa dứt lời, Triệu Lôi sau lưng, liền hiện ra một đạo lóe lên sấm sét hư ảnh, sấm sét chi đạo, chính là Triệu gia tuyệt học thành danh. Lôi đình này vừa hiện, không khí bên trong tựa như lập tức tràn đầy một cổ nóng nảy năng lượng. Triệu Lôi hướng về phía Liễu Vân Phi xa xa một chút, miệng quát, sấm sét chi đạo, sấm hiện. Vậy sấm sét hư ảnh, bỗng nhiên dàn ánh sáng lớn thả, trong nháy mắt, tựa như hóa thành vô số điện mang tạo thành sấm sét chi biển, lấy phá thiên thế hướng Liễu Vân Phi cuồng dũng tới. Liễu Vân Phi thấy Triệu Lôi xuất thủ thanh thế, sắc mặt cũng là khẽ biến, lúc này, hắn sau lưng, vậy hiện ra một đạo hư ảnh, nhưng cũng không là mây mù, mà là một đầu màu trắng giao long. Giao long quanh thân, còn lượn lờ lũ lũ vân khí. Liễu Vân Phi trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quyết đột ngột, ác liệt sắc bén điên cuồng chớp động, lớn giống vậy quát lên, Vân Long nói, long đằng cửu tiêu. Vậy vô biên kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ, lại biến thành một đạo bạch long hư ảnh, mà ở hư ảnh này quanh thân, còn lượn lờ tí ti mây mù. Cái này mây mù nhìn như nhẹ mỏng tan rã, nhưng là do vô cùng là tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành. Mỗi một áng mây khí, cũng ẩn chứa vô số ý định giết người. Bạch long cùng điện quang đụng nhau, tia sáng chói mắt bùng nổ. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu tiếng sấm, vang lên lần nữa, sấm sét chi đạo, sấm tụ. Hắn công kích, lại vẫn chưa kết thúc. Vậy bàng nhiên điện biển, ở Triệu Lôi thao túng dưới, ngay tức thì ngưng tụ, đổi thành một đạo điện quang trường thương, từ vậy bạch long thân thể bên trong, xuyên thủng mà qua. Bất quá, bạch long kiếm khí trong cơ thể bùng nổ, cũng đem cái này điện quang trường thương, suy yếu không thiếu. May là như vậy, vẫn là có một đạo điện mang bắn về phía Liễu Vân Phi. Liễu Vân Phi sắc mặt đại biến, mới vừa rồi một kiếm kia thi triển hoàn, lúc này, tạm thời còn không cách nào phát động công kích, mà lấy cái này sấm sét tốc độ, hiện đang tránh né, đã không còn kịp rồi. Lúc này, Liễu Vân Phi kích phát trên người mình hộ thân thánh khí, một đạo ánh sáng màu trắng mạc, đem bao phủ. Chỉ cần vác qua một chiêu này, hắn là có thể trọng trấn kỳ cổ. Ầm một tiếng, sấm sét trường thương hung hãn đụng vào màn sáng trên, màn sáng lắc lư mấy cái, nhưng mà, lại không có tan vỡ, Liễu Vân Phi sắc mặt nhẹ nhõm, đang chuẩn bị phản kích lúc đó, Triệu tiếng sấm, lại một lần nữa vang lên. Sấm sét chi đạo, ngừng sấm. Vậy sấm sét trường thương, đột nhiên ngưng xúc thành một viên điện quang lòe lòe hạt nhỏ, ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, điện quang kia hạt nhỏ, lại lập tức muốn nổ tung lên, bộc phát ra vô cùng năng lượng to lớn. Một đạo có chút nám đen bóng người đổ bay ra, đụng vào diễn võ trường cấm chế trên, nửa quỳ xuống, vô cùng là miễn cưỡng chống đỡ mình thân thể mới không có hoàn toàn ngã xuống. Triệu Lôi nhìn Liễu Vân Phi thảm trạng, khóe miệng lộ vẻ cười, lôi đình này ba thức, nhưng mà Triệu gia bí truyền, nhưng là sử dụng sau đó, trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào xuất thủ lần nữa, cho nên, hắn mới cầm ba chiêu nói, tới kích thích Liễu Vân Phi. Liễu Vân Phi đầy mặt đờ đẫn, hắn không dám tin tưởng, mình, lại thật bị Triệu Lôi ba chiêu đánh bại. Triệu Lôi cười nói, Liễu huynh, liền ta ba chiêu, cũng không nhịn được, người sợ rằng, không có vào cái này bí cảnh thực lực chứ. Vẫn là, do ta làm dùm đi, Liễu tông chủ, bây giờ, cũng có thể là ta mở ra truyền tống trận liền chứ. Phần lớn người tại chỗ, cũng bất đắc dĩ than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa, đang khi bọn hắn chuẩn bị đáp ứng Triệu Lôi mở truyền tống trận lúc đó, bên ngoài diễn võ trường, đột nhiên vang lên một người lãnh đạm thanh âm thiếu niên. Ta, cũng muốn và ngươi so tài một phen. Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, một đạo thân ảnh từ xa đến gần, ngay lập tức gian, liền đi tới diễn võ trường bên trong. Người tới, chính là Diệp Thần. Khuỷu tay của hắn chỗ, còn kẹp một cô gái, là mang Tống Chân đi chữa thương người nữ đệ tử kia. Nữ đệ tử vừa rơi xuống đất, liền hưng phấn hướng về phía Vân Minh Tông tông chủ hô. Tông chủ, Ngô tỷ tỷ được cứu rồi. Hắn tên chữ, gọi là Diệp Thần, ta nghe Ngô tỷ tỷ nhắc qua, Ngô tỷ tỷ nói, Diệp Thần thực lực cực mạnh, có thể vượt cấp mà chiến, có hắn ở đây, nhất định có thể đem Ngô tỷ tỷ dây nịt an toàn ra bí cảnh.
Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bọn họ ánh mắt, bá một chút, đều rơi vào Diệp Thần trên mình, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện, Diệp Thần chỉ có nửa bước hợp đạo tu vi sau đó, nhưng cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ có nửa bước hợp đạo tu vi, cho dù có thể vượt cấp mà chiến, thì thế nào? Mạnh hơn nữa, có thể là Triệu Lôi đối thủ. Cái này Triệu Lôi, tạo hóa cảnh tầng 7 trời, nhưng mà trong vòng 3 chiêu, liền đem thực lực tuyệt mạnh Liễu Vân Phi đánh bại à, bằng Diệp Thần tu vi, vừa có thể làm được cái gì chứ? Triệu Lôi xoay người lại, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, ban đầu, hắn đối với Ngô Hạnh Nhi cầu hôn lúc, Ngô Hạnh Nhi cự tuyệt mình lý do, chính là bởi vì nàng đã có tâm nghi người. Mà tên của người đó, chính là Diệp Thần. Nửa bước hợp đạo. Triệu Lôi nhìn Diệp Thần, không khỏi được phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, ừ, ở ngươi cái tuổi này, mới có thể có như vậy tu vi, coi là không tệ, đủ trở thành vậy trong thế lực trong nội môn đệ tử người xuất sắc. Bất quá, ngươi sẽ không bởi vì làm cái này, sẽ để cho ngươi sinh ra, mình vô địch ảo giác chứ. Hắn gặp Diệp Thần sắc mặt sửng dưng, cũng không nói lời nào, trên mặt khinh miệt tăng thêm một phần, tiếp tục nói. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta so tài, ta cũng không dám bảo đảm, có thể không tổn thương tính mạng ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Chính là nói, ngươi, còn không có cùng ta so tài tư cách. Một bên Vân Minh Tông Tông Chủ, lúc này biết Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi quen biết sau đó, lấy là Diệp Thần là vì Ngô Hạnh Nhi cưỡng ép ra mặt. Cũng là than thở khuyên một tiếng nói. Người tuổi trẻ, vẫn là được rồi, không muốn hành động theo cảm tình. Liên minh nhi tử, nhất lưu thế lực đệ tử chân truyền Liễu Vân Phi, đều ở đây ba chiêu bên trong bại bởi Triệu Lôi, Diệp Thần lại tại sao có thể là Triệu Lôi đối thủ đâu. Bất quá là tự rước lấy thôi. Diệp Thần nhìn Triệu Lôi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là sợ. Vẫn là nói, vậy ba chiêu dùng xong, lúc này còn không có khôi phục thể lực. Không cách nào và người động thủ. Không sao, ta, cho ngươi thời gian, để cho ngươi khôi phục là được. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hơi biến sắc mặt, Diệp Thần lại vẫn dám tiếp tục khiêu khích Triệu Lôi. Chẳng lẽ, hắn thật cảm giác được mình có thể thắng Triệu Lôi? Nếu quả thật là như vậy, đó cũng quá ngu xuẩn chứ. Những trưởng lão này không phải là không có nhìn ra, Triệu Lôi vậy ba chiêu sau này, tiêu hao cực lớn. Nhưng là bọn họ cho rằng, dù vậy, Diệp Thần cũng không Triệu Lôi đối thủ, mà bây giờ, Diệp Thần lại vẫn miệng ra cuồng ngôn, muốn cùng Triệu Lôi hoàn toàn khôi phục. Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Triệu Lôi ngay trước mọi người bị Diệp Thần điểm ra mình dư lực không tốt, ánh mắt hơn nữa âm trầm một phần, cười lạnh nói. Vốn là, ngươi nếu như ngoan ngoãn cút ngay, ta còn không muốn thương tổn ngươi, đã như vậy. Vậy hãy tới đây chịu chết đi. Thật ra thì, hắn cũng không phải là không muốn thừa dịp cái này cơ hội trọng thương Diệp Thần, chỉ là hắn mới vừa quả thật tiêu hao quá lớn, mà Diệp Thần tu vi tuy thấp, nhưng không khỏi cho hắn một loại cảm giác quái dị, vì để tránh cho lật thuyền trong mương, cho nên tạm thời chỉ là giễu cợt, thật không có vả Diệp Thần so tài. Nhưng là, lúc này bị Diệp Thần nói ra, hắn nếu như đẩy nữa nhờ, liền lộ vẻ được có chút yếu thế. Diệp Thần chậm rãi bước vào đấu võ trường bên trong, Triệu Lôi nhìn hắn hình dáng, trong lòng cười nhạt, ta cũng không tin ngươi cái này nửa bước hợp đạo phế vật, thật có gì đặc biệt hơn người địa phương. Triệu Lôi hít sâu một hơi, nhắc tới linh lực trong cơ thể, sau lưng sấm sét vừa hiện, thân hình ngay tức thì biến mất, một khắc sau, tựa như thuấn gì vậy xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Giơ tay lên một quyền, mang ầm ầm tiếng sấm, liền hướng Diệp Thần lưng đánh tới. Mọi người vây xem thấy vậy lại là cả kinh, mới vừa rồi Triệu Lôi đánh bại Liễu Vân Phi ba chiêu, cương mãnh vô cùng, không nghĩ tới, thân pháp của hắn, lại cũng như vậy được. Bằng như vậy thân pháp, và cương mãnh công kích, đủ để trong nháy mắt giết đại đa số cùng cấp võ giả. Huống chi nửa bước hợp đạo Diệp Thần. Xem tới nơi này, mọi người ánh mắt đều là ảm đạm một phần, bởi vì ở bọn họ xem ra, nửa bước hợp đạo Diệp Thần, là tuyệt không bất kỳ có thể. Chặn một chiêu này. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, Diệp Thần liền phản ứng đều có thể không phản ứng kịp. Triệu Lôi nhìn Diệp Thần đứng ngẩn ngơ bất động hình bóng, khóe miệng hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười, quả nhiên, mình lo lắng là dư thừa, đây chẳng qua là một cái thông thường phế vật thôi. Ầm một tiếng vang thật lớn. Diễn võ trường hơi lay động.
Triệu Lôi trước người, vậy đặc biệt củng cố mặt đất, lại bị hắn đập ra một cái hố nhỏ tới. Nhưng là, thấy một màn này tất cả mọi người, cũng trong nháy mắt động lại, đập ra hố nhỏ, cũng không có gì đáng kinh ngạc, để cho bọn họ không dám tin tưởng là, vậy hố nhỏ bên trong, trống rỗng, hoàn toàn không thấy được Diệp Thần bóng người. Triệu Lôi vậy ngây ngẩn, không hiểu nhìn trước người mình trong cái hố sâu, chẳng lẽ cái phế vật này, thân xác như vậy yếu ớt, bị mình nhất kích dưới, trực tiếp đánh thành hư không? Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, ở Triệu Lôi sau lưng vang lên, ngươi, cũng chỉ có điểm này trình độ lực lượng sao? Triệu Lôi nghe vậy, chợt xoay đầu lại, Diệp Thần lại chẳng biết lúc nào, vọt đến mình sau lưng. Điều này sao có thể? Liền hắn cũng căn bản không có chú ý tới Diệp Thần động tác. Bất quá, Triệu Lôi dẫu sao cũng không phải phổ thông võ giả, thân là đại môn phái, con em của đại gia tộc, hắn tố chất chiến đấu, cũng là cực cao, hắn ngay tức thì công khai, đây là Diệp Thần thân pháp cực nhanh, ở hắn công kích ngay tức thì, lợi dụng hắn trong nháy mắt thị giác cùng ý thức lên khu không thấy được, tránh né hắn công kích kết quả. Triệu Lôi thầm kinh hãi, loại này chiêu thức, cùng Triệu gia một ít thân pháp võ ngược lại có chỗ tương tự, bất quá, bọn họ Triệu gia bản thân liền lấy tốc độ làm hãnh diệt, Diệp Thần lại có thể lấy nửa bước hợp đạo tu là, ở phương diện tốc độ vượt qua mình. Loại thiên tư này, cho dù đặt ở bay hàn trong giáo, vậy tuyệt đối là siêu cấp yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, Triệu Lôi trong ánh mắt, sát ý ngưng trọng, Diệp Thần thiên tư càng tốt, lại càng không thể để cho hắn lớn lên, hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vậy không phải là không có biện pháp ứng đối. Đột nhiên, Triệu Lôi sau lưng lôi quang chớp mắt, cả người thần vương cảnh như tia chớp, đối với Diệp Thần liền ra đếm quyền, Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt không chút nào biến hóa. Thân hình nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hơi đung đưa mấy cái, lại đem Triệu Lôi công kích, toàn bộ né tránh, mà Triệu Lôi cái này mấy quyền, kỳ ý cũng không công kích Diệp Thần, chỉ là hư hoảng một chiêu, liền cực nhanh lui về phía sau, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Lần này, diễn võ trường bên trong, rốt cuộc vang lên này thay nhau vang lên tiếng thán phục. Diệp Thần lại dễ dàng như vậy tránh ra Triệu Lôi sấm sét nhất kích. Đây quả thật là đủ để cho người kinh ngạc, bất quá, dù vậy, mọi người ở đây, vẫn không thế nào coi trọng Diệp Thần, dẫu sao, chỉ là tốc độ nhanh, là không có ích lợi gì, nửa bước hợp đạo cảnh võ giả, rất khó phá vỡ vận may hậu kỳ võ giả phòng ngự. Triệu Lôi ngay tức thì cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, sau đó uống một viên thuốc, hắn gặp Diệp Thần vẫn là một mặt rừng dương vẻ đứng tại chỗ, cũng không có truy kích ý nghĩa, trên mặt cười nhạt vẻ nồng hơn. Càng phát ra xác định Diệp Thần không có thể uy hiếp được mình lực công kích, chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh mà thôi. Dẫu sao, nếu như tốc độ như vậy nghịch thiên, lại có siêu cường lực công kích nói, chân thực quá làm người ta khó có thể tưởng tượng, loại người này cho dù xuất hiện, cũng chỉ có ở đó chút siêu nhất lưu thế lực bên trong liền chứ. Triệu Lôi một bên lấy đan dược bổ sung linh lực, một bên liền ra tay, đối với Diệp Thần đánh ra từng đạo dày đặc lôi quang cương khí. Lấy này là mình thắng được khôi phục thời gian, để tránh Diệp Thần đây là đối với mình mở ra công kích, khiến cho mình phòng ngự để cho tốc độ khôi phục hạ xuống. Mà Diệp Thần lúc này, cũng chỉ là không ngừng né tránh Triệu Lôi công kích mà thôi, những cái kia vốn là đáy lòng còn ôm có một ít mong đợi trưởng lão, lúc này lại là không nhịn được than thở. Lưu Tú lại là cười lạnh nói, lấy là mình có chút thiên phú, liền bắt đầu trong mắt không người sao. Bây giờ... còn không phải là chỉ có thể ở Triệu công tử công kích dưới, chật vật né tránh mà thôi. Mà Triệu Lôi sắc mặt, lại là càng ngày càng nhẹ nhàng đứng lên, hắn linh lực trong cơ thể, cùng với thân thể trạng thái, cũng khôi phục được xong hết rồi, đối phó Diệp Thần, đã không khác nào là trong hũ bắt con ba ba. Triệu Lôi nhìn Diệp Thần giễu cợt nói, quả thật rất có thể tránh à, giống như con dán như nhau, ngươi có phải hay không lấy là... mình tốc độ khá nhanh, liền có thể tránh thoát hết thảy công kích. Hắn vừa nói, một bên vận chuyển linh lực trong cơ thể, sau lưng sấm sét ẩn hiện, thì phải thi triển sấm sét ba thức, phát động chí cường công kích. Nhưng mà, người có thể không biết, vận may hậu kỳ võ giả công kích, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đảm nhiệm tốc độ ngươi mau hơn nữa, vậy không chút nào tránh né có thể. Bây giờ, ta cũng chơi đã, trò chơi cũng nên kết thúc. Diệp Thần nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi, rốt cuộc khôi phục xong chưa? Cái gì, đang chuẩn bị xuất thủ Triệu Lôi ngẩn ngơ,
Diệp Thần nhìn thấu hắn là đang khôi phục thực lực sao? Diệp Thần cân nhắc cười nói, ta không phải đã nói, sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục linh lực sao? Thật ra thì, ngươi từ từ khôi phục chính là, cần gì phải uổng phí khí lực ngăn cản ta ư? Ta căn bản không có công kích ngươi dự định. Triệu Lôi hơi biến sắc mặt, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, kết quả là điên cuồng cỡ nào người, mới sẽ đang đối mặt so mình cao đến gần hai cái đại cảnh giới, thực lực lại như vậy đối thủ cường đại lúc, vẫn còn thái độ như thế. Thật là, giống như ở trò chơi vậy. Bất quá, hắn hơi khẩn trương lòng, rất nhanh liền thanh tĩnh lại, mình sấm sét ba thức vừa ra, thậm chí có thể đánh bại tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả, Diệp Thần có thể ngăn cản sao? Rất nhanh, hắn liền sẽ bởi vì mình thái độ, mà bỏ ra thảm trọng giá phải trả, ngày hôm nay, hắn sẽ để cho Diệp Thần rõ ràng, chiến đấu, không phải trò đùa, mình vậy tuyệt không phải hắn có thể khinh thị đối thủ. Ngay tại lúc này, Triệu Lôi sau lưng sấm sét hiện lên, một cổ tuyệt mạnh lôi đình lực bay lên, lại mơ hồ so sánh chi tiền Liễu Vân Phi lúc mạnh hơn mấy phần. Triệu Lôi quát lên một tiếng lớn, sấm sét chi đạo, sấm hiện. Vô biên điện mang, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp Thần, lại đem Diệp Thần né tránh không gian hoàn toàn phong kín, chỉ có thể chính diện chào đón. Một ít trưởng lão rời đi tầm mắt, cho dù là Liễu Vân Phi, cũng không có chống nổi ba chiêu, Diệp Thần mà nói. Có thể cái này chiêu thứ nhất ra, cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Lúc này, còn đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin, chỉ có một người. Tên kia mang Diệp Thần đi tới diễn võ trường nữ đệ tử, vẫn đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú Diệp Thần, trong đôi mắt to tràn đầy hy vọng. Nàng tin tưởng Diệp Thần có thể thắng, làm nàng từ Ngô Hạnh Nhi trong miệng, nghe được Diệp Thần các loại sự tích sau đó, liền đối với cái này thiên thần giống vậy thiếu niên, sinh ra ước mơ tâm. Đặc biệt là chân chính thấy Diệp Thần sau đó, liền không khỏi tín nhiệm Diệp Thần. Cho dù lúc này, vẫn như vậy. Nhưng là, coi như là nàng, vậy âm thầm siết chặt tay nhỏ bé, là Diệp Thần lo lắng, dẫu sao, Triệu Lôi một chiêu này thanh thế, thật sự là quá mức kinh người. Diệp Thần vẫn sắc mặt không đổi, lãnh đạm nhìn vậy như cơn sóng thần giống vậy điện quang, liền ý né tránh cũng không có. Triệu Lôi thấy vậy. Phát ra một tiếng vui sướng cười to, ở hắn xem ra, Diệp Thần là hoàn toàn buông tha chống cự. Trong nháy mắt vô số điện quang, đem Diệp Thần thân thể, hoàn toàn chìm ngập. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc, Triệu Lôi con người chỗ sâu, ý định giết người bùng nổ, bằng vào cái này sấm hiện, chưa chắc có thể đem Diệp Thần hoàn toàn giết chết. Hắn linh lực xa chuyển, lần nữa chợt quát lên, sấm sét chi đạo, sấm tụ. Điện quang đột nhiên ngưng tụ. Hóa là một đạo lôi điện trường thương, hung hăng đâm về phía Diệp Thần tim. Mà lúc này Diệp Thần một hơi một tí, vậy sấm sét trường thương, không trở ngại chút nào chúng mục tiêu hắn chỗ hiểm, đem Diệp Thần thân thể kéo theo nhanh chóng lui về phía sau. Triệu Lôi sắc mặt, càng ngày càng dữ tợn, lúc này, hắn cơ hồ có thể kết luận Diệp Thần đã chết ở mình một kích này dưới, bất quá, hắn không hề dự định dừng tay. Hắn muốn ở nơi này Vân Minh Tông trước mặt mọi người. Đem Diệp Thần hoàn toàn mất đi thành hư không. Để cho bọn họ biết, đây chính là, khiêu khích hắn Triệu Lôi kết quả. Sấm sét chi đạo, ngừng sấm, nghiền đi. Vậy sấm sét trường thương ngay tức thì ngưng tụ một chút, ầm một tiếng hoàn toàn nổ tung, hủy diệt lực lượng đem Diệp Thần thân thể hoàn toàn bọc. Bụi khói cuốn lên, tên nữ đệ tử kia ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên mắt to một đỏ, hiện ra nước mắt, tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần là không thể nào thất bại. Ngay tại lúc này, bụi khói tựa như bị lực lượng gì đuổi vậy tiêu tán, một đạo cao ngất bóng người, lần nữa rơi vào mọi người tầm mắt bên trong. Diệp Thần sắc mặt không có một tia chập chờn, búng một cái trên bả vai bụi bặm, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ có loại trình độ này lực lượng sao? Uổng phí chúng ta liền ngươi lâu như vậy, thật là làm cho ta thất vọng à. Không tiếng động, thậm chí liền tiếng hô hấp. Đều biến mất. Tất cả mọi người ngay tại cái này an tĩnh quỷ dị bên trong, nhìn vậy đạo vốn nên hoàn toàn mất đi bóng người. Tất cả mọi người đều đang hỏi, tại sao? Tại sao Diệp Thần chúng Triệu Lôi sấm sét ba thức, nhưng thật giống như một chút việc cũng không có. Bọn họ thấy rõ, Diệp Thần nhưng mà hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ hộ thân pháp bảo à, liền liền nửa bước đại đạo Liễu Vân Phi, đang sử dụng hộ thân pháp bảo dưới tình huống, cũng bị thương không nhẹ. Tại sao, Diệp Thần liền một chút việc cũng không có chứ?
làm người ta khó hiểu. Chỉ có tên nữ đệ tử kia phá thế mỉm cười, vui vẻ nhìn Diệp Thần, kích động cười nói, quá tốt. Hắn không có chuyện gì, Hạnh Nhi tỷ tỷ nói đều là thật. Triệu Lôi gào thét nói, không thể nào, cái này không thể nào. Hắn lúc này đã lâm vào mê loạn bên bờ, nhìn chằm chằm Diệp Thần giống như nhìn chằm chằm quái vật gì vậy. Không thể nào, Diệp Thần cười một tiếng, ngươi lấy là không thể nào, chỉ là bởi vì ngươi không chỉ là một phế vật, còn là một ngu xuẩn phế vật thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần thân hình chớp động, nếu như nói Triệu Lôi thân pháp, là hóa thân sấm sét nói, Diệp Thần lúc này, chính là vượt qua sấm sét tồn tại. Diệp Thần xuất hiện ở Triệu Lôi trước người, nhàn nhạt nói, chính là tạo hóa cảnh tầng 7 thiên mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, một quyền đánh ra. Một quyền này, liền tựa như không mang theo bất kỳ năng lượng nào, nhẹ bỗng một quyền như vậy. Nhưng mà, ở Diệp Thần xuất thủ ngay tức thì, sáu cái thần vương đạo xuất hiện. Vô tận ma khí và canh kim khí bọc Diệp Thần. Tại chỗ trưởng lão, đều là sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác được, toàn bộ diễn võ trường không gian, cũng bởi vì Diệp Thần một quyền này, mà sinh ra run run. Không, không muốn à. Trực diện Diệp Thần một quyền này Triệu Lôi, rốt cuộc cảm nhận được cực hạn sợ hãi, hắn không muốn sống cháy linh lực, kích thích hộ thân pháp bảo, nhưng là, dù vậy, hắn vẫn rất rõ ràng, Diệp Thần một quyền này tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản được. Trần Phi Anh cứu ta, chấm than, chỉ kịp kêu lên câu này, Triệu Lôi, liền ngay tức thì bị Diệp Thần quyền lực chìm ngập. Một đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện ở diễn võ trường bên trong, nhưng là, Trần Phi Anh thật thà khuôn mặt. Hiện ra vẻ lo lắng vẻ, nếu như Triệu Lôi ở chỗ này bị Diệp Thần đánh chết, hắn khẳng định trốn không thoát khỏi trách nhiệm, nói không chừng, còn muốn gặp phải Triệu gia đuổi giết. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn. Vậy bảo vệ Triệu Lôi màn hào quang, lại lập tức bị Diệp Thần oanh được vỡ vụn, cái này mặc dù cũng có Diệp Thần thân pháp quá nhanh, Triệu Lôi lại là mới vừa phát động hoàn sấm sét ba thức, dư lực không nhiều, lại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng hộ thân thánh khí nguyên nhân tồn tại. Nhưng chủ yếu, vẫn là bởi vì Diệp Thần một kích này, chân thực quá mạnh mẽ, nếu không, cho dù là vội vàng vận dụng dưới tình huống, vận may tầng 7 thiên vũ người trong tay hộ thân pháp bảo, cũng là không có dễ dàng như vậy kích phá. Mà đang ở Diệp Thần quyền lực, phải đem Triệu Lôi thân thể hoàn toàn xé nát thời điểm, một đạo ánh sáng rực rỡ bảy màu đột nhiên từ Triệu Lôi trên mình hiện lên, chặn lại Diệp Thần lực lượng, ánh sáng khẽ run lên liền bể tan tành tiêu tán. Triệu Lôi thân thể ngay tức thì tuôn ra một hồi nồng nặc xương máu, đổ bay ra. Diệp Thần thấy vậy, khẽ di một tiếng, cái này Triệu Lôi trên người ánh sáng rực rỡ bảy màu, xem ra là kiện tốt bảo vệ tánh mạng vật, mặc dù chỉ là một lần duy nhất, hơn nữa không có thể hoàn toàn triệt tiêu mình lực lượng, nhưng là, hắn cảm giác được rõ ràng, mình hơn phân nửa quyền lực đều bị ánh sáng rực rỡ bảy màu hấp thu, vậy vì vậy, giữ được Triệu Lôi một mạng. Mà Trần Phi Anh lúc này lập tức đem Triệu Lôi thân thể tiếp, nhìn cả người máu thịt nổ tung, hấp hối Triệu Lôi, không khỏi ánh mắt cuồng tránh, một quyền kích phá Triệu Lôi hai tầng phòng ngự, còn có thể đem hắn bị thương thành cái bộ dáng này. Điều này sao có thể là một cái nửa bước hợp đạo võ giả có thể làm được sự việc. Bất quá, lúc này hắn vậy không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy, vừa đem đếm viên thuốc này nhập đã rơi vào hôn mê Triệu Lôi trong miệng, một bên phòng bị nhìn Diệp Thần. Vốn là Trần Phi Anh cũng nghĩ tới đối với Diệp Thần ra tay, nhưng là, ở kiến thức Diệp Thần chống cự sấm sét ba thức, triển hiện tuyệt mạnh thực lực sau đó, rốt cuộc vẫn là xóa bỏ, dẫu sao, bây giờ trước hay là cầm Triệu Lôi cứu lại được muốn chặt, cho dù Trần Phi nửa bước tinh khiếu tu vi, tự phụ thực lực siêu tuyệt, vậy không có nắm chắc có thể ung dung đem Diệp Thần chém chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Rất nguy hiểm. Bất quá Diệp Thần lúc này, cũng đúng Triệu Lôi mất đi hứng thú, đi tới đã lâm vào đờ đẫn Vân Minh Tông tông chủ trước mặt nói. Tiền bối, ta biết Vân Minh Tông không cho phép người ngoài tiến vào bổn tông bí cảnh, nhưng là Hạnh Nhi là vãn bối bằng hữu, ta từng đáp ứng hắn phụ thân chiếu cố một hai, hơn nữa vị này Liễu huynh bây giờ, vậy bị thương không nhẹ, hy vọng tông chủ có thể để cho ta tiến vào bí cảnh, đem Hạnh Nhi mang về. Liễu Vân Phi ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, thật ra thì, mới vừa rồi Diệp Thần khiêu chiến Triệu Lôi lúc, hắn trong lòng, cũng là xem thường Diệp Thần,
lấy là Diệp Thần bất quá là một lòe thiên hạ thằng hề mà thôi. Bây giờ, hắn mới biết, Diệp Thần không phải thằng hề, mà là hắn, tầm mắt quá thấp mà thôi, không thể rõ ràng thiên tài chân chính, có cường đại dường nào, uổng hắn một mực tự xưng thiên tài, lấy là mình chính là trời phú siêu tuyệt tồn tại, nhưng mà và Diệp Thần một so, hắn mới biết, mình cái gì cũng không phải. Thấy Diệp Thần triển hiện siêu cường thực lực sau đó, lại có vị kia nữ đệ tử là Diệp Thần bằng chứng, Vân Minh Tông Tông chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá cho dù cho tới bây giờ, hắn còn có chút không cách nào tiếp nhận, tu vi càng cao thâm, càng rõ ràng Diệp Thần mới vừa rồi một kích kia, mạnh bao nhiêu uy lực. Hắn ngơ ngác gật đầu một cái, qua một lát mới tằng hắng một cái, chấn định tâm thần nói, tự nhiên có thể, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì mở truyền tống trận, để cho ngươi vào đi thôi. Lưu Tú chau mày, nhưng mà lúc này Triệu Lôi đã trọng thương, cho dù Triệu Lôi có thể khôi phục, hắn cũng không xác định Triệu Lôi bị như vậy nhục lớn sau đó, biết hay không giận cá chém thất tại hắn, tạm thời cũng không dám lại tiếp tục cãi lại Vân Minh Tông Tông chủ, đành phải yên lặng. Một mọi người đi tới truyền tống pháp trận chỗ, ở Vân Minh Tông Tông chủ dưới sự chủ trì, đem pháp trận mở. Một đạo màu xanh nhạt cửa truyền tống mở ra. Vân Minh Tông Tông chủ đem một đạo ngọc phù giao cho Diệp Thần nói, ngươi mang cái này, tiến vào bí cảnh sau đó, đem ngọc phù kích thích, nó sẽ mang ngươi tìm được Hạnh Nhi. Diệp Thần nhận lấy ngọc phù, nói đa tạ sau đó, liền vội bận bịu tiến vào cửa truyền tống bên trong. Như không phải là vì hiện ra thực lực, chấn nhiếp Trần Phi Anh, hắn căn bản không sẽ ở Triệu Lôi cái phế vật này trên mình lãng phí như vậy nhiều thời gian, bây giờ Diệp Thần. Tuy nhiên đối với Trần Phi Anh không có quá lớn sợ hãi, nhưng là, nửa bước tinh khiếu Trần Phi Anh cũng không phải mình có thể nghiền ép đối thủ. Nếu như đơn giản đem Triệu Lôi nghiền ép, Trần Phi Anh ở phán lầm thực lực mình sau đó có lẽ sẽ chọn đối với tự mình ra tay, như vậy, liền sẽ trễ nãi Diệp Thần cứu về Ngô Hạnh Nhi. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế Cung. Trận pháp khép kín. Một tòa chỗ sâu nhất đỏ thẫm đại điện. Cổ xưa phù văn ở bên trong lưu chuyển. Đại điện bên trong, linh khí dịch hóa, bị thương linh vận chỉ như vậy tu luyện. Miễn cưỡng khôi phục thương thế. Nhưng là tu vi nhưng là rớt xuống mấy cái cảnh giới nhỏ. Đây là vĩnh cửu tổn thương. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở một cái một mực xem thường, hơn nữa đến từ thấp võ thế giới con kiến hôi trọng thương. Nàng khinh thị Diệp Thần, đây là nàng trả giá cao. Một năm ước hẹn không bao lâu, linh võ đại lục thịnh thế một trong thăng long thi đấu thì phải mở. Sợ rằng cái này sau đó, Diệp Thần liền sẽ bước lên Linh Tiên Đế Cung, hoàn thành một năm kia ước hẹn. Trước kia, linh vận chắc chắn mình có thể thắng. Nhưng là bây giờ, nàng không xác thực định. Cho dù nàng rớt xuống mấy cái cảnh giới nhỏ, nhưng đủ để nghiền ép tạo hóa cảnh và hợp đạo cảnh. Càng không cần phải nói hỗn nguyên cảnh. Có thể Diệp Thần. Quá tà hồ. Nàng thậm chí không biết Diệp Thần là tu luyện thế nào, vậy ngàn trượng ma kiếm, Diệp Thần lại là như thế nào chặn. Bất kể như thế nào, một năm ước hẹn, nàng phải nghiền ép Diệp Thần. Đột nhiên, Linh Vận nghĩ tới điều gì, mở mắt ra, đi tới một khối thần bí đá lớn trước mặt. Trên đá lớn có khắc cổ xưa đường vân, cực kỳ mịt mờ. Do dự mấy giây, Linh Vận bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi mới vừa phải rơi vào đá lớn trên, một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo cuộn sạch, máu tươi lại lần nữa trở lại linh vận trong cơ thể. Sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc ở linh vận sau lưng vang lên, linh vận, người đang làm gì, người có biết vật này vận dụng giá phải trả. Ta để cho người thân chức vị cao, ta cho người cơ duyên, không tiếc hết thảy giúp người đột phá, ta thậm chí để cho người ở tạo hóa cảnh thời điểm liền lên làm Linh Tiên Đế Cung phó cung chủ. Ngươi còn chưa đầy đủ sao? Linh vận thân thể ngẩn ra, chật vật quay đầu, ánh mắt rơi vào một cái che kín mặt mũi bóng người trên. Bóng người chủ nhân lộ ra mong manh hơi thở, cực kỳ mạnh mẽ. Chính là Linh Tiên Đế Cung cung chủ Hạ Linh Thu. Linh Tiên Đế Cung một vị duy nhất vượt qua phong môn cảnh tồn tại. Cũng là Linh Tiên Đế Cung lực lượng tượng trưng. Linh Tiên Đế Cung có thể để cho Huyền Nguyệt Tông cùng với rất nhiều thế lực sợ hãi. Chính là bởi vì người này. Linh vận trong mắt thoáng qua một tia phức tạp tâm trạng, dẫu sao người trước mặt này và nàng có máu mủ. Nhưng là tại sao cùng máu mủ, nàng huyết mạch và thiên phú muốn so với cái này người thấp như thế nhiều.
dù là trở thành phó cung chủ, cũng không thể dựa vào mình lực lượng, chỉ có thể dựa vào đối phương bố thí. Phần vinh dự này, quá phỏng tay. Cung chủ, Linh Vận vẫn là cung kính nói, nhưng là trong mắt không cam lòng, nhưng là chợt lóe lên. Hạ Linh Thu gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn khối kia thần bí đá lớn nói, người biết, vì sao chúng ta chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn sao? Thiên Phú, Linh Vận nói. Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, bởi vì lòng ngươi quá rộn ràng, ngươi đối với thực lực và quyền lợi quá coi trọng. Ta cũng từng có sai, ta vốn nên ở nhiều năm sau lúc, ngươi thực lực cao hơn, lại cho ngươi phó cung chủ tên, nhưng là ta vẫn là vi phạm mình quy tắc, ở ngươi hoàn toàn không xứng với phó cung chủ lúc, cho ngươi phần này tên, liền bởi vì ngươi ta quan hệ giữa. Quyền lợi và tức giận để cho ngươi bị lạc, máu mủ tình, cũng để cho ta bị lạc. Chính là bởi vì bị lạc, người cầm bách thú đổ làm mất. Chính là bởi vì bị lạc, người thực lực rơi xuống như vậy. Chính là bởi vì bị lạc, người đối với lần này vận động tàn niệm. Linh Vận gương mặt đột nhiên dữ tợn, nếu như không phải là cái đó tiểu xúc sinh. Làm sao có thể sẽ phát sinh hết thảy các thứ này? Mặc dù bách thú đồ không có ở trên người tiểu tử kia phát hiện, cũng không biết như thế nào biến mất. Nhưng là tuyệt đối và thằng nhóc kia thoát không khỏi liên quan. Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, tìm một vị trí ngồi xuống, châm một ly trà, tỉ mỉ phẩm. Không biết qua bao lâu, nàng đem ly trà buông xuống, mở miệng nói, bách thú đồ không phải thằng nhóc kia mang đi nó là một cái bóng rồng, rất đặc thù long ảnh. Ta chân thực không nghĩ ra bách thú đồ như vậy nghịch thiên đồ, làm sao có thể có đồ có thể nuốt vào nó. Trừ phi huyết mạch nghịch thiên. Linh võ đại lục không hề thiếu long tộc và huyết mạch truyền thừa thế lực, nhưng là ta cảm thấy bọn họ đều không tư cách chiếm đoạt bách thú đồ loại này thần vật. Nhưng mà ta thông qua hết thảy thủ đoạn, cũng bắt không tới vậy long ảnh đi nơi nào, quá kỳ quái. Người nói con rồng này ảnh và thằng nhóc kia có quan hệ, có đạo lý. Cho nên, ta hy vọng ở ta không phát hiện long ảnh trước, người có thể đem hắn mang tới nơi này. Trên người tiểu tử kia có bí mật, thiên đại bí mật. Không chỉ vậy long ảnh. Còn có những thứ khác. Linh Vận con người trợn to, mới vừa muốn nói cái gì, Hạ Linh Thu đưa ra một viên thất thải quang mang đan dược. Người bị thương rất nặng, viên đan dược này ăn vào có thể chậm hiểu mấy phần, thậm chí để cho người tu bổ cảnh giới. Viên thuốc này giá trị liên thành, người hẳn rõ ràng đi. Linh Vận thấy đan dược này con ngươi kích động đến mức tận cùng, cảm ơn. Cung chủ. Nhận lấy đan dược, Linh Vận tiếp tục nói, cung chủ, có cần hay không trước thời hạn cầm thằng nhóc kia mang đến, ta cố nhiên bị thương, nhưng nếu bản thể đối chiến, bắt hắn lại dễ như trở bàn tay. Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, không gấp, người này ở Huyền Nguyệt Tông mặc dù địa vị bây giờ yếu hơn chúng ta, nhưng là đã từng, có thể không bình thường. Vĩnh viễn không muốn xem nhẹ một thế lực, nhất là Huyền Nguyệt Tông. Linh Vận hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là gật đầu nói ừ. Hạ Linh Thu cũng không muốn nói nhảm, hướng cửa đi tới, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, lần này ngươi để cho ai đi thăng long thi đấu cầm món đồ kia. Hạ Nhược Tuyết, Linh Vận nói. À, Hạ Linh Thu đối với Hạ Nhược Tuyết tự nhiên có ấn tượng, ngươi để cho Kỷ Tư Thanh đến tìm ta hạ. Ta có chuyện quan trọng và nàng thương lượng. Bây giờ bách thú đồ không thấy, Linh Tiên Đế cung chỉ có thể cầm hết thảy đặt tiền cuộc ở Kỷ Tư Thanh trên người. Ngươi trở thành phó cung chủ, đối với cửa cung lớn nhất cống hiến chỉ sợ sẽ là cái này hai cái thiên tài đệ tử. Nếu như lần sau thất bại nữa, cái này phó cung chủ cũng nên chấm dứt. Linh Vận chấn động một cái, nhìn biến mất bóng người, rơi vào trầm tư. Diệp Thần, một năm ước hẹn. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh sinh chỉ có tuyệt vọng. Hình ảnh quay về. Vượt qua cửa truyền tống sau đó, Diệp Thần cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ choáng váng, một khắc sau, liền thân ở một phiến bầu trời đỏ tươi chi địa. Diệp Thần xoay người lại vừa thấy, nguyên bản hẳn tồn tại không gian ra vào miệng, không biết nguyên nhân gì, lại chút nào không cảm giác được, như thế tới một cái, chỉ có thể tìm một nơi hai giới tương giao điểm yếu, chấm dứt cường lực tính đem phá vỡ. Mới có thể trở về bên ngoài. Lấy Ngô Hạnh Nhi thực lực, hẳn không cách nào làm được một điểm này, mới sẽ một mực bị kẹt ở nơi này bí cảnh bên trong. Hơn nữa, hắn mới vừa tiến vào cái này bí cảnh,
liền cảm giác tới đây thiên địa linh khí, không thích hợp vậy võ giả hấp thu, ở trong này ngây ngô lâu, linh lực liền sẽ dần dần hao hết. Hơn nữa chu vi ngàn dặm bên trong, còn có mấy đạo khí tức cường đại, hiển nhiên, cái này bí cảnh bên trong, tồn tại không thiếu mạnh mẽ dị thú, Ngô Hạnh Nhi ở trong này ngây ngô được càng lâu, liền càng nguy hiểm, phải mau sớm tìm được nàng. Diệp Thần kích phát ngọc phù lên ánh sáng chớp mắt, chỉ ra một cái mơ hồ phương vị, Diệp Thần nhướng mày một cái, ngọc phù không cách nào phong tỏa chính xác vị trí, xem ra, Ngô Hạnh Nhi cách mình, còn có nhất định khoảng cách. Lúc này, Diệp Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Một đạo hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Vậy hình thú nhìn qua, tựa hồ là một đầu to lớn bạch hổ, nhưng là bạch hổ trên cổ, nhưng dài một chùm màu hoàng kim tông mao. Hơn nữa, lông phía dưới, ẩn hiện phiến phiến phỉ thúy vậy miếng vảy, cái này bạch hổ, lại có liền bộ phận kỳ lân đặc thù. Đây cũng là Diệp Thần hấp thu hai loại linh huyết sau đó, cường hóa chân linh lộ vẻ xem. Diệp Thần trên mình tím văn hiện lên, thân thể động một cái, thi triển trăm bước đuổi điện thân pháp, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngọc phù chỉ định phương hướng, chạy như bay. Hắn ở trong lòng mặc niệm nói, Hạnh Nhi, ngươi ngàn vạn lần muốn bình an vô sự. Nếu không ta không cách nào và ngươi phụ thân giao phó. Đồng thời, trong con ngươi của hắn sắc bén lớn tránh, mới vừa rồi, hắn không có hoàn toàn giết chết Triệu Lôi, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không vì vậy thả qua người này. Để cho Ngô Hạnh Nhi gặp gỡ như vậy nguy hiểm, Diệp Thần làm sao có thể chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Cùng hắn cứu ra Ngô Hạnh Nhi sau đó, tất giết liền. Đỏ thẫm màn trời hạ, một đạo kinh thiên ánh đao bạo tránh, vang lên theo chính là một tiếng không thuộc về mình thê lương kêu rên. Máu tươi như hồng thủy vậy cuồng trào, một đầu dáng người vô cùng to lớn cự thú ầm ầm ngã xuống đất, bụi bặm trên, nổi lơ lửng một đạo cao ngất bóng người, chính là Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua trước người cự thú thi thể, nhướng mày một cái này bí cảnh bên trong cự thú tựa hồ có chút khác thường, lại nhiều lần như nổi điên vậy hướng công kích mình. Ban đầu Diệp Thần còn dựa vào tốc độ cực cao đem hất ra, mặc kệ không để ý tới. Ở lại một lần nữa gặp phải cự thú tập kích sau đó, không chán kỳ phiền Diệp Thần rốt cuộc ra tay chém giết. Nhưng là dù vậy, vẫn không có chấn nhiếp chung quanh bầy thú, Diệp Thần thần niệm bén nhạy nhận ra được, không thiếu cự yêu thú vẫn còn ở hướng hắn đến gần. Những thứ yêu thú này đối với Diệp Thần mà nói không coi vào đâu, nhưng là muốn đến Ngô Hạnh Nhi thân ở tại như vậy điên cuồng bầy thú bên trong, Diệp Thần không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh dị biến tạo thành ảnh hưởng? Diệp Thần tự lẩm bẩm, đột nhiên vung tay lên, một đạo trong suốt lụa mỏng lồng bao hắn lại thân hình, cả người hơi thở dần dần đổi được mờ ảo đứng lên. Chính là tháng trần sợi bông. Ban đầu Tử Ngưng đem vật này giao cho mình, chỗ dùng cực lớn. Sau đó Diệp Thần không có quá nhiều cần, liền không có dùng. Vậy bầy thú mất đi đối với Diệp Thần hơi thở cảm ứng, không khỏi dừng bước. Diệp Thần thân hình động một cái, lần nữa về phía trước phương bắn nhanh đi. Cùng trong chốc lát, bí cảnh bên trong một cái hang động bên trong, một người to lớn nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đài cao một cái ghế đá trên. Mà ngoài ra hai người nam tử, thì đứng ở hắn cỡ đó, ở trước người hắn cách đó không xa, còn có một cái nhà tù giống vậy tồn tại. Nhà tù bên trong, nhốt một người cô gái yếu ớt, xem hình dáng, chính là Ngô Hạnh Nhi. Trên ghế đá to lớn nam tử tránh đại miệng uống trong ly đỏ thắm chất lỏng, trong chất lỏng tản ra máu tanh nồng nặc vị, lại phảng phất là sinh vật nào đó máu tươi. Một hớp đem chất lỏng uống cạn sau đó, hắn ngẩng đầu lên, một đôi dữ tợn mắt to nhìn về phía Ngô Hạnh Nhi, cười lạnh nói, ngươi, vẫn là không muốn thần phục, làm phụ nữ của ta. Vậy to lớn nam tử hơi thở cực kỳ cổ quái. Nhà tù ở giữa Ngô Hạnh Nhi mím chặt miệng, sắc mặt thương trắng. Lại không nói tiếng nào, nhưng xem nàng thần sắc, tựa như ở chịu đựng cực lớn thống khổ. To lớn nam tử bên cạnh quỷ nhân đạo, thiếu chủ, dứt khoát trực tiếp. To lớn nam tử lắc lắc đầu nói, nàng linh thể đối với ta tu hành quỷ xương mù hữu dụng, trừ phi nàng tự nguyện hiến thân, nếu không, ta rất khó hấp thu nàng trong cơ thể mây linh khí. Chàng trai trong con ngươi đột nhiên hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, bất quá, nếu như nàng sống chết không theo nói. Cũng chỉ có dùng thủ đoạn khác, như vậy mặc dù hiệu quả kém rất nhiều,
nhưng tổng so không có tốt. Hắn lại chuyển hướng một người khác huyết tộc nói, bầy thú chuyện, chuẩn bị được thế nào? Tên kia nam tử cung kính nói, bây giờ, bầy thú còn đang chống cự khống chế của chúng ta, lâm vào trạng thái cuồng bạo, nhưng là, tin tưởng không bao lâu, những thứ này năng lực thấp yêu thú, liền sẽ hoàn toàn khuất phục ở tộc ta nhiếp hồn thuật dưới, máu thịt của bọn họ tinh hồn, cũng sẽ là thiếu chủ sử dụng. Tên kia huyết tộc thiếu chủ gật đầu một cái, ừ, chúng ta bị phong ấn ở này nhiều năm như vậy, thực lực hạ xuống được thật lợi hại, nếu không phải lần này không biết là ai phá hư cái này bí cảnh ổn định, chúng ta có thể thật không có cơ hội thoát khốn ra. Trước nói chuyện tên kia huyết tộc có chút lo âu nói, thiếu chủ, người đàn bà này hình như là một cái tông phái đệ tử, nàng bây giờ bị khốn tại này, biết hay không, có người đi tìm một chút nàng. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng... Vậy to lớn nam tử cười lạnh nói, cái này bí cảnh chỉ có 30 tuổi trở xuống người có thể tiến vào, nếu là muốn cưỡng ép tiến vào, trừ phi tinh khiếu cảnh tu vi mới có thể làm được, còn có không gian hỏng mất nguy hiểm. Chính là yếu đuối tộc người, 30 tuổi dưới có thể có cái gì bản lãnh? Đi vào một cái, ta liền chu diệt một cái. Ngược lại, có thể sử dụng máu thịt của bọn họ, tới khôi phục ta lực lượng. Những cái kia võ giả máu thịt có thể so với những yêu thú kia thích hợp hơn chúng ta huyết tộc hấp thu. Vậy to lớn nam tử lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Hạnh Nhi, đi tới trước người của nàng, đột nhiên vung tay lên, vậy nhà tù biến mất, lực lượng vô hình cũng sẽ không hành hạ Ngô Hạnh Nhi, thân thể nàng buông lỏng một chút, lại vô lực sụi lơ trên đất. Huyết tộc kia đem Ngô Hạnh Nhi mảnh khảnh cánh tay nhắc tới, ngưng mắt nhìn nàng tái nhợt đẹp gương mặt nói. Ta kiên nhẫn. Mau đến cực hạn, người phụ nữ, ngươi là lựa chọn tự nguyện làm phụ nữ của ta, vẫn là, phải bị ta đem thần hồn máu thịt cùng chung luyện hóa vào cơ thể, hồn phi phách tán đâu. Hắn đánh giá Ngô Hạnh Nhi rảo thân thể tốt, đột nhiên ta cười nói, bất quá, ở ngươi hồn phi phách tán trước, cái này thân thể, ngược lại là đáng cứ việc chơi làm một phen. Ngô Hạnh Nhi thân thể mềm mại run một cái, lúc này nàng linh lực trong cơ thể. Bao gồm thần hồn đều đã sắp khô kiệt trạng thái, đừng nói là phản kích, liền tự bạo đều không cách nào làm được. Ngô Hạnh Nhi trong con ngươi xinh đẹp lưu lại hai hàng nước mắt, thoát nước môi khẽ mở, nỉ non cái gì? Ngươi nói gì sao? To lớn huyết tộc nhướng mày một cái, đem lỗ tai gần sát Ngô Hạnh Nhi bên mép, ngưng thần lắng nghe Ngô Hạnh Nhi líu díu. Diệp thần, to lớn huyết tộc không hiểu lặp lại một tiếng, không biết Ngô Hạnh Nhi đọc lên cái này hai chữ. Có hàm nghĩa gì? Ta ở, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vô căn cứ vang lên, theo tới, còn có một đạo tuyệt mạnh kiếm quang. Huyết tộc kia sắc mặt đại biến, cả người hôi vụ cùng nhau, bao quanh hắn cấp tốc rút lui. Hôi vụ bị kiếm quang chém tán hơn nửa, nhưng vẫn che ở huyết tộc thiếu chủ thân thể, hắn thân hình ở ngoài ra hai người huyết tộc bên người hiện ra, ngưng mắt nhìn cái này bất ngờ khách tới, sắc mặt ngưng trọng. Người tới chính là Diệp Thần. Diệp Thần một tay cầm kiếm, nhắm thẳng vào vậy ba tên huyết tộc, một cái tay khác nắm ở liền Ngô Hạnh Nhi eo thon, thương tiếc nhìn cô gái trong ngực, ánh mắt tựa hồ không có chút ba động nào. Nhưng là, nếu như là quen thuộc người hắn liền sẽ sáng tỏ, ở Diệp Thần trong mắt, điên cuồng tức giận cùng sát ý lạnh như băng đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngô Hạnh Nhi lông mi mau rung rung một chút, từ từ mở mắt, nhìn trước mặt thanh niên. Không tưởng tượng nổi dù gì nói, Diệp đại ca. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Diệp thần ôm Ngô Hạnh Nhi, siết chặt chặt đặt ở nàng bên hông tay, ôn nhu mỉm cười nói, không phải, ta tới mang ngươi đi ra ngoài, Hạnh Nhi. Ta đã đáp ứng ngươi phụ thân, ngươi bất kỳ cũng đừng nghĩ động ngươi. Ngô Hạnh Nhi ý thức, lúc này tựa như rõ ràng một phần, thân thể của nàng vô lực vùng vẫy, suy yếu nói, Diệp thần, ngươi đi mau. Cái này ba cái huyết tộc là một mực bị di cất ở đây trong bí cảnh cường giả, cho dù thực lực bây giờ giảm lớn, vậy vô cùng là nguy hiểm, không cần để ý ta, ngươi đi nhanh đi. Diệp thần ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, đối với nàng nhẹ nhàng khạc ra một hơi, Ngô Hạnh Nhi thân hình hơi chậm lại, liền chầm chầm ngủ đi. Diệp thần xoay người, mặt mũi ngay tức thì băng lạnh xuống, ngưng mắt nhìn vậy ba tên huyết tộc, trả lời ta không thích lưu lại uy hiếp rời đi. Huyết tộc kia thiếu chủ lúc này không nhịn được cười ra tiếng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi một kiếm kia rất mạnh, bất quá, bằng ngươi nửa bước hợp đạo tu vi, thật lấy là, có thể chiến thắng chúng ta ba người. Ta bây giờ cho ngươi cái cơ hội,
lưu lại người phụ nữ kia rời đi nơi này, ta, có thể tha ngươi một mạng. Những thứ khác hai người huyết tộc không hiểu nhìn về phía huyết tộc thiếu chủ nói, thiếu chủ. Tại sao phải thả hắn rời đi? Huyết tộc thiếu chủ không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt. Tha ta một mạng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn thân hình chợt cấp tốc hướng ngoài động bay đi, vậy hai người huyết tộc người hầu thấy vậy, đều là hơi biến sắc mặt, Diệp Thần tốc độ, chân thực quá nhanh, cho dù là bọn họ vậy rất khó đuổi kịp hắn. Bất quá huyết tộc thiếu chủ thấy vậy, nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần một kiếm kia rất mạnh, mặc dù hắn không nhận là bọn họ ba người liên thủ thất bại cho Diệp Thần. Nhưng là, sợ rằng phải bỏ ra một ít giá phải trả, lấy hắn bây giờ tình huống. Hẳn tận lực gìn giữ còn dư lại không nhiều lực lượng, đến khi hắn đem cái này trong bí cảnh yêu thú luyện hóa, đến lúc đó, Diệp Thần như vậy con kiến hôi, còn không phải là mặc hắn xoa nặn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một bóng người đột nhiên lần nữa xuất hiện ở cửa hang, canh lấy tốc độ cực nhanh hướng bên trong động tấn công tới, kiếm ý thông thiên, cự lực dâng trào, lãnh phong nhắm thẳng vào trong đó một người người hầu. Vậy người hầu sắc mặt cuồng biến, quát to một tiếng. Cả người huyết mạch cổ động, phấn khởi toàn lực, trong tay màu máu ánh sáng lượn lờ, sau lưng hiện lên huyết ảnh, nghênh hướng đây tuyệt mạnh một kiếm. Âm vang dội, hai người công kích đụng nhau sinh ra dư âm ngay tức thì đem sơn động này phá hủy, hoàn toàn san thành bình địa, ở huyết sắc này bầu trời dưới, Diệp Thần cầm kiếm đứng, lại là đi mà trở lại. Mới vừa rồi hắn sở dĩ rời đi, bất quá là vì đâu vào đấy Ngô Hạnh Nhi, hắn tìm một cái tuyệt đối an toàn chỗ. Đem Ngô Hạnh Nhi giấu ở trong đó, là nàng đút vào chữa thương đan dược, bày trận pháp, cũng đem tháng trần sợi bông, thiên lân khải cũng là nàng mặc vào, làm hộ thân chi dụng. Dẫu sao, đem nàng mang theo bên người, trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, nhìn về phía mới vừa rồi hắn công kích tên kia huyết tộc, lúc này, máu này tộc một cánh tay hoàn toàn gãy lìa, máu tươi cuồng trào, sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn một kiếm, máu này tộc lại dùng một cánh tay giá phải trả, liền tiếp theo. Mà đây tên huyết tộc, còn chỉ là một người tùy tùng mà thôi. Xem ra, là không thể nương tay. Mà tên kia huyết tộc thiếu chủ thấy vậy cũng là lớn kinh, hắn mặc dù biết Diệp Thần lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ đến như thế mạnh, huyết tộc thân thể mạnh vẫn còn ở yêu thú trên. Hắn tùy tùng lại là trong đó người xuất sắc, một kích toàn lực dưới. Lại vẫn là bị Diệp Thần một đao liền chặt đứt một cái tay. Bất quá, hắn nhìn Diệp Thần, thần sắc nhưng là dần dần dữ tợn, khàn khàn nói. Ngu xuẩn, ngươi còn dám trở về. Ngươi công kích là không tệ, bất quá, và chúng ta huyết tộc chiến đấu, có thể và tộc người bất đồng à, nếu là ở tộc người bên trong, lấy ngươi lực công kích, quả thật đủ để càn quét hết thảy, vượt cấp mà chiến. Nhưng là, chúng ta huyết tộc thân thể, cũng không có yếu ớt như vậy, mà ngươi. Xem ngươi loại người này tộc phế vật, tùy tiện bị chúng ta đánh chúng một lần, chỉ sợ cũng muốn trọng thương không dậy nổi chứ. Lập tức, ngươi liền sẽ bởi vì mình rốt nát, mà trả giá thật lớn. Giết hắn. Lúc này, tên kia bị thương huyết tộc, vết thương đã cầm máu, lại thật tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng vậy, sắc mặt dữ tợn hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần lạnh lùng nói, rốt nát. Là ai rốt nát, lập tức ngươi thì sẽ biết. Hắn sau lưng hiện ra 6 cái thần vương đạo, đạo lực vận chuyển. Không chỉ như vậy, mang kỳ lân miếng vảy cùng tông mao hình hổ hư ảnh vậy xuất hiện, tím kim thần văn hiện lên, mạch máu nhô ra, trong nháy mắt, đem mình mấy đạo lá bài tẩy, toàn bộ phát động. Mà tên kia huyết tộc thiếu chủ, thân hình không nhúc nhích, duy trì và Diệp Thần khoảng cách nhất định, trên mình khí xám đằng chuyển, ngưng tụ thành đạo đạo huyết ảnh. Hướng Diệp Thần nhào tới, mà những thứ khác hai người huyết tộc người làm, thì xông về Diệp Thần bên người, cùng hắn gần người chiến đấu. Diệp Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên bây giờ, thân hình chớp động, trong nháy mắt, kiếm quang biến dạng thiên địa. Một kiếm này, là bất hủ. Vậy hai người huyết tộc, cả người huyết quang lớn tránh, sau lưng quỷ ảnh trùng trùng, kinh thiên uy thế bùng nổ, phối hợp huyết tộc thiếu chủ thả ra quỷ ảnh, hướng Diệp Thần lướt đi. Bọn họ mặc dù lấy bây giờ thực lực, còn không cách nào đuổi kịp Diệp Thần tốc độ, nhưng là, muốn bắt Diệp Thần thân hình, vẫn là đủ để làm được. Trong chốc lát huyết quang, bóng xám, cùng màu vàng kiếm quang,
đụng vào nhau, bộc phát ra nhức mắt vầng sáng. Huyết tộc thiếu chủ nhìn chằm chằm vậy phiến vầng sáng, con người đỏ tươi lớn tránh, lại không thấy ánh sáng mạnh thấy rõ hai bên giao thủ tình huống. Một khắc sau, hắn dữ tợn trên mặt nổi lên mừng rỡ vẻ, hắn xem ghi bàn thắng minh, Diệp Thần công kích mặc dù cực mạnh, nhưng dù vậy, đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, hắn còn là trúng hai chiêu. Một chiêu, là mình, một chiêu, chính là vậy tay cụt huyết tộc một quyền. Cái này hai chiêu, vững chắc đụng vào Diệp Thần trên thân thể. Huyết tộc thiếu chủ cười lớn giễu cợt nói, ha 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 ha, thằng nhóc, bây giờ biết, mình là một cái biết bao nhỏ yếu sinh vật cấp thấp liền chứ. Ngươi một kiếm, quả thật có thể để cho chúng ta bị tổn thương cực lớn, nhưng là, ngươi nhu nhược kia thân thể, một khi bị chúng ta đánh trúng, sẽ xem thủy tinh vậy bể tan tành chứ. Loài người nhỏ yếu, trong thống khổ run rẩy đi, là ngươi ngu xuẩn mà hối cải đi. Ta cũng không sẽ, như thế dễ dàng sẽ để cho ngươi đi chết à. Diệp Thần và hai người huyết tộc thân thể, đang công kích dưới rối rít bay ngược, Diệp Thần thân thể đập về phía mặt đất, mà vậy hai người huyết tộc, thì đụng phá hủy sau lưng núi cao. Huyết tộc thiếu chủ hướng vậy hai người huyết tộc nhìn, trong lòng lại là rét một cái, hắn hai tên thủ hạ, một thân thể người bị ngay ngực nghiêng chém mở ra, nửa người trên cơ hồ sẽ bị chém thành hai nửa, lúc này đã hơi thở yếu ớt, một người khác nguyên bản chặn một cái tay ra, bây giờ bụng vậy mở một cái lỗ hồng lớn. Bọn họ liều mạng trọng thương, mới sáng lập đánh trúng Diệp Thần cơ hội. Bất quá, hết thảy các thứ này, đều đáng giá. Lấy tộc người thân xác, bị thủ hạ hắn liều mạng nhất kích cùng mình nhất kích, không chết, vậy được tàn phế. Có thể nhưng vào lúc này, trên mặt đất bụi mù, đột nhiên vặn vẹo một chút, một cái bóng đen đánh úp về phía huyết tộc thiếu chủ, kiếm quang bạo tránh. Cái gì? Chấm hỏi, huyết tộc thiếu chủ cả kinh. Điều này sao có thể? Diệp Thần lại vẫn còn sống, hơn nữa, còn có công kích lực lượng. Bất quá lúc này, nhưng do không được hắn ung dung suy tính, lúc này cả người hôi vụ cùng nhau, hóa là âm long chi hình, thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất, nghênh hướng Diệp Thần. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hôi vụ cùng kim quang va chạm, canh kim khí đối với âm sát mãnh liệt khắc chế lực bùng nổ, một kích này dưới, huyết tộc thiếu chủ khiếp sợ phát hiện. Mình lại rơi xuống hạ phong. Càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận là, trước người hắn Diệp Thần, mặc dù cả người dính đầy máu tươi, trước ngực một cái sâu đậm dấu quyền và máu móng vết quào, nhưng là, nhưng hoàn toàn không có người bị trọng thương dáng vẻ. Điều này sao có thể, Diệp Thần không phải yếu ớt tộc người sao? Rõ ràng bị huyết tộc nhị kích, tại sao, tựa như chuyện gì cũng không có dáng vẻ. Cho dù là huyết tộc mình, ở như vậy công kích mãnh liệt hạ, cũng không thể xem Diệp Thần như vậy chỉ là giữ lại chút máu liền thuận lợi chịu đựng nổi. Như thế nói, chẳng lẽ, Diệp Thần thân xác, so huyết tộc, cường hãn hơn? Huyết tộc thiếu chủ khó có thể tin nhìn Diệp Thần, cái này còn là người sao? Tộc người, cũng không là yếu ớt vô cùng tồn tại sao? Nhưng là, bây giờ hắn đã không có suy tính thời gian, bởi vì, Diệp Thần công kích, đến lần nữa. Hàn băng kiếm quyết, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kiếm quang nổ lên, thân hình theo vậy triệt vàng rực hành động, nếu như kim quang ở giữa sấm sét. Không chỉ như vậy, chung quanh hết thảy bao trùm hàn sương. Đó là cực hạn lãnh ý. Vậy hàm chứa trình độ cao nhất canh kim khí và hàn băng kiếm, thật là tựa như hoành đoạn thiên địa ma thần chi nhận vậy, tản ra tuyệt khó địch nổi uy lực. Huyết tộc thiếu chủ gầm thét một tiếng, cả người huyết quang lớn thả. Khí xám sôi trào, thông thiên triệt địa âm long ngưng tụ, bề mặt trên còn lóe lên màu máu phủ văn, ở huyết tộc thiếu chủ thúc đẩy xuống, hung hãn hướng Diệp Thần đánh tới. Ung ung mấy tiếng nổ, kiếm quang màu vàng tiếp liền đánh vào âm long bề mặt, vậy nhìn như có thể hủy thiên diệt địa âm long, lại kim quang bên trong nhanh chóng tan rã, vô biên cự lực hướng huyết tộc thiếu chủ vọt tới. Chấm than, huyết tộc thiếu chủ gào thét. Gắng sức chịu đựng cái này cự lực chèn ép, cặp mắt vượt trội, thật là sẽ bị đè ép được đánh mất bên ngoài cơ thể. Cả thân kinh mạch nổ tung, da nghiền, xương cốt gãy lìa, vô cùng là đậm đà huyết quang ở hắn bề mặt quanh quẩn, hắn đã thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, nhưng dù vậy, vẫn ở Diệp Thần chém liên tục cự lực dưới sự xung kích tràn ngập nguy cơ. Làm sao có thể, chấm than, huyết tộc thiếu chủ điên cuồng gầm thét. Không muốn tin tưởng trước mắt cái này nhìn như yếu đuối tộc người,
lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Sau lưng một đạo máu đỏ huyết tộc hư ảnh hiện ra, đây là hắn thân là trong huyết tộc cao cùng huyết mạch tượng trưng, bất quá vô số năm phong ấn, đã để cho hắn cao cùng huyết tộc lực còn dư lại không có mấy. Vốn là, đây là hắn cất giữ cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lúc này, lại không thể không hoàn toàn kích thích ra. Nếu không, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Thần chém liên tục. Huyết quang bùng nổ, huyết tộc thiếu chủ cả người khói xanh lượn lờ, kịch liệt thở hào hển, vận dụng cao cùng huyết tộc lực, rốt cuộc miễn cưỡng đỡ được Diệp Thần công kích. Bất quá lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã không còn là khinh miệt và đùa cợt, mà là tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Thần, rốt cuộc tỉnh lại hắn trong lòng đối với chết sợ hãi. Lúc này Diệp Thần, ngực cũng là kịch liệt phập phồng, tạm thời không cách nào truy kích, mới vừa rồi công kích, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn, mắt thấy máu tộc thiếu chủ chặn lại mình nhất kích, cho dù là hắn cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, đây chính là hắn bây giờ kích phát tất cả thủ đoạn, thi triển công kích mạnh nhất, lại vẫn là bị chặn lại. Máu này tộc thiếu chủ, cũng bất quá là vận may tầng 8 thiên tu vi mà thôi. Bất quá, Diệp Thần thần sắc vẫn không đổi, huyết ma kiếm động, thì phải công kích lần nữa. Nếu một lần không có chém chết, liền chém đến hắn chết mới ngưng. Diệp Thần trong mắt, ngưng tụ băng hàn triệt cốt sát ý, quản ngươi là máu gì tộc thiếu chủ, dám đối với bạn hắn động thủ, liền phải lấy mệnh tới thường. Hắn hướng về phía huyết tộc thiếu chủ cười lạnh nói, bây giờ, người rõ ràng, ngu xuẩn là ai chưa? Mạnh mẽ, huyết tộc. Huyết tộc thiếu chủ sắc mặt cuồng biến, cuồng kêu một tiếng, thay ta ngăn trở hắn. Sau đó, cả người huyết quang cùng nhau, ở hôi vụ bọc hạ hướng phương xa cấp tốc chạy trốn. Mà vậy hai người huyết tộc người hầu, nhưng là mặt hiện vẻ trần trờ, bọn họ đã người bị thương nặng, mà Diệp Thần cho thấy thực lực, đủ để cho bọn họ run rẩy, lúc này lại đi ngăn trở Diệp Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần thân hình động một cái, thi triển trăm bước đuổi điện, ngay tức thì hóa là một đạo kim sắc lôi quang, hướng huyết tộc thiếu chủ truy đuổi đi, một bên lạnh lùng nói. Làm sao, huyết tộc cường đại, đối phó chính là một cái bị thương tộc người, còn cần người giúp đỡ sao? Bất quá, người giúp, hình như rất sợ chết à, đối mặt cái này người nhỏ yếu tộc, lại có thể liền đứng lên dũng khí cũng không có. Mà ngươi, lại thế nào bắt đầu chạy trốn đâu? Không nên, trực tiếp đem ta nghiền ép sao? Đối mặt Diệp Thần giễu cợt, huyết tộc thiếu chủ nơi nào còn có tâm tư để ý, mắt gặp vậy hai người hầu thở ơ. Thầm mắng một tiếng phế vật, đột nhiên mặt hiện tàn khốc vẻ. Hắn nhìn về phía vậy hai người hầu chỗ ở vị trí, con người huyết quang chớp mắt, nạt nhỏ thiên huyết cấm nguyền rủa. Vậy hai người hầu thống khổ tê giống lên, bọn họ từ thành tâm ra sức huyết tộc thiếu chủ gia tộc lúc bắt đầu, trong cơ thể liền bị khắc xuống liền cường đại cấm chế, để cho bọn họ không cách nào cãi lại chủ nhân mệnh lệnh. Bây giờ bởi vì nhất thời trần trờ, máu này tộc thiếu chủ lại không chút do dự phát động cái này cấm chú. Hai người oán độc nhìn về phía huyết tộc thiếu chủ gầm hét lên, ngươi thật là ác độc à. Chúng ta cho dù là hồn phi phách tán vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày này quỷ cấm chú phát động, có thể thời gian ngắn tăng cường bị chồng cấm chỉ người năng lực. Nhưng là, cái này một đời giá cả nhưng là cháy thần hồn của bọn họ, chú thuật một khi phát động, liền không có nghịch chuyển chỗ trống. Bị nguyền rủa người thần hồn sẽ trong thống khổ cháy hết, cho dù thành công chiến thắng kẻ địch, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ sẽ rơi được cái hồn phi phách tán kết quả, lưu lại một cái chỉ có thể mặc cho người định đoạt thân thể, tàn nhẫn vô cùng. Bọn họ vốn đã quyết định cho dù tự mình hy sinh cũng phải là huyết tộc thiếu chủ tranh thủ tạm thời chạy trốn cơ hội. Có thể không nghĩ tới, huyết tộc thiếu chủ lại không có chút nào lưu tình trực tiếp kích phát bên trong cơ thể của bọn họ thiên huyết cấm nguyền rủa. Hai người hầu ở gào thống khổ bên trong đứng dậy, hướng Diệp Thần phóng tới, bề mặt vậy kinh tâm động phách vết thương, lại mắt thường có thể trình độ nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, tốc độ vậy tăng lên thật nhiều, đối mặt hướng tới mình hai cổ hung hoành hơi thở, Diệp Thần nhướng mày một cái, dừng lại thân hình. Cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn không thấy cái này hai người ở trên trời huyết cấm nguyền rủa biên độ tăng trưởng hạ phát động công kích người hầu. Càng không cách nào tiếp tục truy kích cái đó chạy trốn thiếu chủ. Mà huyết tộc thiếu chủ, ở nơi này chốc lát thời gian, đã hóa là một đạo bóng xám, hướng cuối tầm mắt đi. Diệp Thần ăn vào một viên thuốc, hoành kiếm đứng, bây giờ,
hắn đã đem sử dụng vậy cường đại một kích cắn trả lực áp chế được xong hết rồi. Vậy hai người huyết tộc người hầu, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, trong lòng chỉ để lại hủy diệt Diệp Thần ý tưởng, lại liều mạng trực tiếp hướng Diệp Thần công tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, huyết ma trên thân kiếm kim mang và ma khí bạo tránh, người như sấm sét, trăm bước đuổi điện. Trình độ cao nhất kim sát ba liền. Diệp Thần quát khẽ ở khắp nơi vang vọng, sáu cái thần vương đạo đạo lực đi đôi với Diệp Thần động tác kiếm phá thiên địa, chôn vùi mưa gió. Diệp Thần thân hình chấp động gian điên cuồng xuất kiếm, hai người mất lý trí huyết tộc cho dù lực lượng tốc độ cùng với cường độ thân thể, bởi vì thần trí không rõ không cách nào phối hợp lẫn nhau công kích, ngược lại bị Diệp Thần áp chế hoàn toàn. Cùng lúc đó, huyết tộc thiếu chủ ở trong bí cảnh bay trên không, đột nhiên rơi xuống một cái núi trên gò đất, cái gò núi bên trong, lại tồn tại một cái màu máu pháp trận. Huyết tộc thiếu chủ rơi vào pháp trận bên trong. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút do dự vẻ. Cái này trong bí cảnh các loại yêu thú, nhưng thật ra là hắn bị kẹt sau đó, bí cảnh tiêu hao huyết mạch hắn cùng tu vi lực thúc sục sanh ra. Bây giờ hắn đã thoát khốn, mượn bí truyền pháp trận, có thể câu thông những thứ yêu thú này trong cơ thể năng lượng, đem yêu thú huyết mạch thần hồn cùng chung luyện hóa phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Như vậy, hắn tu vi nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là bây giờ yêu thú thần hồn vẫn còn trạng thái cuồng bạo, loại trạng thái này dưới, nếu như tương kỳ luyện hóa hấp thu, mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là mình có thể chịu đựng lực lượng, cũng chỉ có một phần nhỏ, hơn nữa, bị vậy cuồng bạo linh hồn ảnh hưởng, cái này hấp thu mà đến lực lượng, sợ rằng vẫn không thể ở mình trong cơ thể cất giữ thời gian rất dài. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái tổn thất to lớn. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thần đối với mình giễu cợt, huyết tộc thiếu chủ rốt cuộc vẫn là ánh mắt đông lại một cái, làm ra quyết định. Trước hết luyện hóa 10% tốt lắm, chỉ phải tạm thời đem tu vi tăng lên tới nửa bước tinh khiếu cảnh giới, hẳn đủ để tiêu diệt tộc người đó con kiến hôi. Hắn giữ tợn trên gương mặt lộ ra một tia cười nhạt, rất nhanh, hắn liền sẽ để cho Diệp Thần thể nghiệm đến cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Diệp Thần từ không trung thân hình rơi xuống, kịch liệt thở hào hền. Cái này hai người mất đi thần trí huyết tộc, ở sắp chết đang lúc lại không chút do dự tự bạo, hắn đem Thiên Lân Khải để lại cho Ngô Hạnh Nhi hộ thân, không thể làm gì khác hơn là thi triển nhân vương hộ phù hộ ngăn cản công kích, đối với linh lực tiêu hao cực lớn. Diệp Thần đem mấy viên khôi phục linh lực đan dược đưa vào trong miệng, xếp bằng ngồi dưới đất, vội vã luyện hóa dược lực, qua một lúc lâu, lực lượng thoáng sau khi khôi phục, hắn liền đứng dậy, ánh mắt hướng huyết tộc thiếu chủ phương hướng trốn chạy nhìn. Liền phải tiếp tục đuổi giết huyết tộc kia thiếu chủ. Nhưng mà đột nhiên, Diệp Thần tựa như cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến đổi. Hai vị người huyết tộc sau khi chết, chung quanh bộc phát ra nồng đậm huyết khí. Huyết khí này nếu như thả ở lúc trước, tất nhiên bị huyết long hư ảnh hấp thu. Nhưng là từ huyết long ở Linh Tiên Sơn sau khi biến mất, liền bặt không tin tức gì. Huyết khí này theo lý mà nói hẳn không cách nào hấp thu. Nhưng là lần này, nhưng là điên cuồng tràn vào thân thể, tiến vào hắn thức hải. Thức hải bên trong hắn mơ hồ nghe được huyết long hư ảnh thanh âm. Dần dần, hắn phát hiện trong óc lại được thành một số không lành lặn hình ảnh. Đây chẳng lẽ là huyết long trước khi rời đi để lại cho mình tin tức. Chỉ có hấp thu mạnh mẽ huyết khí mới có thể hội tụ hoàn chỉnh hình ảnh, mà huyết tộc huyết khí vừa vặn thích hợp. Nếu như ta chém giết huyết tộc kia thiếu chủ, có phải hay không ý nghĩa có thể được huyết long để lại cho mình tin tức? Nhưng là huyết long hành động này là vì sao? Vì sao không trực tiếp tự mình nói? Chẳng lẽ sợ Linh Tiên Đế cung vị kia cung chủ phát hiện? Còn chưa cùng Diệp Thần biết rõ suy nghĩ, bên tai chợt vang lên vô số yêu thú tiếng gào thống khổ, từng đạo sông máu đảo huyền không tế, hướng một cái hướng khác hội tụ đi. Không tốt, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, hướng sông máu kia hội tụ chỗ cực nhanh bay đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một bóng người trôi lơ lửng ở một ngọn núi nhỏ bầu trời, trên gò núi có một tòa màu máu pháp trận đang tản ra yêu dị huyết quang, vô số máu tươi hội tụ trong đó, lại hóa thành vô cùng là năng lượng tinh thuần bơm vào đến huyết tộc thiếu chủ trong cơ thể. Huyết tộc thiếu chủ trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, hắn cảm giác được, mình lực lượng, đang dần dần khôi phục, đột nhiên, hắn mở cặp mắt ra, hướng Diệp Thần bay tới phương hướng nhìn một cái, cười lạnh nói, rất tốt.
cũng tiết kiệm được bổn tôn lại đi tìm ngươi. Cảm nhận được huyết tộc thiếu chủ đang nhanh chóng leo lên hơi thở, Diệp Thần sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem, nếu là đối phương đột phá tinh khiếu cảnh, mình sợ rằng cũng không sao thắng thôi, dẫu sao bây giờ ngự thú linh thần đã lâm vào ngủ say, không cách nào mượn hắn lực lượng. Huyết tộc kia thiếu chủ dưới người màu máu pháp trận đột nhiên ánh sáng buồn bã, ngừng hấp thu yêu thú máu tinh hồn, huyết tộc thiếu chủ đột nhiên đưa ngón tay ra, hướng về phía Diệp Thần xa xa một chút. Một cổ làm người ta hít thở khó khăn lực lượng ở Diệp Thần quanh thân ngưng tụ, chấm huyết quang hiện lên, đem Diệp Thần quanh thân, hóa thành một mảnh màu máu giới vực. Giới vực lực, Diệp Thần nhìn chung quanh đậm đà huyết quang, lòng lập tức nặng đến đáy cốc. Giới vực lực, là tinh khiếu tượng trưng. Chí ít nửa bước tinh khiếu. Huyết tộc thiếu chủ sử dụng màu máu giới vực đem Diệp Thần vây khốn sau đó, nhưng không có ngựa phát động công kích, mà là chậm rãi bay đến Diệp Thần trước người. Trên mặt treo vẻ khinh miệt, đối với Diệp Thần châm chọc nói, người trước hỏi ta, có biết hay không là ai ngu? Bây giờ, người cảm thấy thế nào? Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước người huyết tộc thiếu chủ, đột nhiên thần sắc động một cái, hắn cường đại thần niệm mơ hồ nhận ra được cái này giới vực lực, lại có một tia run run, cũng không phải là hết sức vững chắc, huyết tộc thiếu chủ khí tức trên người, vậy đang không ngừng ba động, tựa như, trong cơ thể hắn lực lượng, không thể hoàn toàn bị hắn khống chế. Đang tránh thoát hắn trói buộc vậy. Gặp Diệp Thần yên lặng không nói, huyết tộc thiếu chủ trên mặt nụ cười sâu hơn, tiếp tục nói, ngươi tại sao không nói chuyện, phế vật. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, tiếp tục phách lối à, làm sao, không nói ra miệng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn huyết tộc thiếu chủ, đột nhiên phát ra một tiếng giễu cợt nói, tên hề nhảy nhót, nhanh như vậy liền quên mình là làm sao không để ý thủ hạ mắng. Để cho bọn họ không muốn sống ngăn trở ta, xem một con chó như nhau điên cuồng chạy thục mạng sao. Bất quá là miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới nửa bước tinh khiếu, thật lấy là, ngươi liền có thể nghiền ép ta. Vừa vặn, ta và huyết long mất đi liên lạc, cần máu ngươi khí. Huyết tộc thiếu chủ đôi mắt ứ máu, ngay tức thì cuồng nộ, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đến lúc này, còn không khuất phục. Còn dám lên tiếng châm chọc mình. Chẳng lẽ không phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin hắn tha thứ sao? Nghĩ đến mình hy sinh hai người thủ hạ mới từ nơi này nửa bước hợp đạo cảnh tộc người con kiến hôi trong tay chật vật mà chạy, huyết tộc thiếu chủ tựa như bị người đạp cái đuôi như nhau, tức giận được cắn răng nghiến lợi. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình phục lại, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, được, rất tốt, cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn dám mạnh miệng, có thể hay không nghiền ép ngươi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hắn chợt giơ bàn tay lên, hướng về phía Diệp Thần một chưởng vỗ tới, một chưởng này, ở huyết sắc này giới vực bên trong, phảng phất như là toàn bộ bầu trời vậy, trực tiếp hướng Diệp Thần đè xuống. Diệp Thần con người co rúc lại, một chưởng này, thật phảng phất như là ngay ngắn một cái thương khung vậy, để cho đời người ra một loại không cách nào chống đỡ cảm giác vô lực. Cái này thì là đối phương khủng bố sao? Nhìn Diệp Thần hình dáng. Huyết tộc thiếu chủ vô cùng đắc ý cười như điên nói, ngươi không phải thân xác rất mạnh, rất có thể vác sao. Ngươi tiếp tục vác à, kháng cự ta cái này cơ hồ sánh bằng tinh khiếu nhất kích à. Diệp Thần cả người bắp thịt gồ lên, phần huyết quyết và thần ma luân hồi quyết cực hạn xa truyền, trong cơ thể máu tươi, tựa như đều phải sôi trào vậy. Trong tay hắn huyết ma kiếm động, kim quang bùng nổ, toàn lực một kiếm, chém về phía huyết sắc kia bàn tay lớn. Ầm một tiếng kinh thiên đại vang. Toàn bộ giới vực đều ở đây dưới một kiếm này khẽ run, may là huyết tộc thiếu chủ đối với mình một trưởng lòng tin 10 phần, còn chưa miễn lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thần một kiếm này, chân thực quá kinh diễm, lại mơ hồ dung chuyển máu hắn sắc giới vực, cái này nhưng là chân chính giới vực lực à. Và tạo hóa cảnh võ giả công kích, có thể nói có chất chênh lệch, thông thường vận may võ giả, muốn dung chuyển cái này giới vực. Nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Bất quá hắn cảnh giới cũng không ổn định, thực tế bàn tay lớn hẳn ở nửa bước tinh khiếu. Có thể nửa bước tinh khiếu và nửa bước hợp nói, dòng dã kém hai cái đại cảnh giới à. Nhưng mà, bây giờ giới của hắn vực lực, lại bị một cái nửa bước hợp đạo cảnh võ giả dung chuyển. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần cái này một đao, vẫn là không có phá tán màu máu bàn tay lớn, kinh khủng kia bàn tay lớn. Hung hãn vỗ vào Diệp Thần trên mình. Bất hủ thần thể, Diệp Thần cả người đau nhức,
cắn răng chống cự, lấy hóa giải công kích huy lực. Dù vậy, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần cả người, liền bị vậy bàn tay lớn, vỗ vào trên mặt đất. Ầm vang lớn, mặt đất lập tức bị Diệp Thần thân thể đập ra một người vô cùng sâu trong cái hố sâu. Diệp Thần thân thể khảm nạm ở trong cái hố sâu phần đáy, cả người máu thịt mơ hồ, lại huyết tộc thiếu chủ nhất kích dưới, rơi vào sắp chết. Nhìn Diệp Thần thảm trạng, huyết tộc thiếu chủ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, hắn nội tâm, là vô cùng sảng khoái. Hắn nhìn Diệp Thần, biết Diệp Thần còn chưa chết, tiếp tục giễu cợt nói, làm sao? Cái này thì không gánh nổi. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, bổn tôn còn chưa bắt đầu dùng sức đâu. Quả nhiên, cấp thấp tộc người, không chịu nổi một kích. Gặp Diệp Thần không có phản ứng, một bên chậm rãi giơ tay lên, một vừa cười nói, rác dưới, ta sẽ tìm được tộc người người phụ nữ, chờ ta chơi chán sau này, vậy sẽ không bỏ qua nàng, mà là dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, không ngừng hành hạ nàng. Cái này, đều là ngươi sai, đều là bởi vì ngươi, nàng mới sẽ gặp bị như vậy thống khổ. Nghe được huyết tộc thiếu chủ nói, trong cái hố sâu phần đáy tựa như Diệp Thần, động một chút, tựa như đối với huyết tộc thiếu chủ lời nói làm ra phản ứng. Huyết tộc thiếu chủ hài lòng nhìn vậy mới vừa còn đại phát thần uy thiên chi kiêu tử, lúc này rơi được như vậy kết quả, trên mặt tất cả đều là tà ác nụ cười. Huyết quang bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ, huyết tộc thiếu chủ nghĩ có chút tiếc nuối đến, nếu không phải hắn hấp thu năng lượng không đủ ổn định, rất nhanh liền sẽ rơi xuống hồi lúc đầu cảnh giới. Hắn thật muốn tìm Ngô Hạnh Nhi, ngay trước Diệp Thần mặt, thật tốt lăng nhục một phen, lấy này hành hạ Diệp Thần làm vui. Lại là một tiếng vang thật lớn. Màu máu bàn tay lớn lại một lần nữa hung hăng vỗ vào Diệp Thần trên mình, vậy nguyên bản liền sâu đậm trong cái hố sâu, lại sâu gấp đôi, bụi mù cuồn cuộn dậy. Huyết tộc thiếu chủ chân mày khều một cái, Diệp Thần nhận chịu hắn nửa bước tinh khiếu cảnh hai lần công kích, lại còn chưa chết. Cái này cường độ thân thể, thật sự là quá nghịch thiên, cho dù lấy huyết tộc thiếu chủ kiến thức, cũng không có gặp qua ở Diệp Thần cảnh giới này mới có thể có lớn mạnh như vậy thân thể tồn tại. Bất quá, hắn tin tưởng, Diệp Thần hiện ở cái trạng thái này, đã uy hiếp không được mình, cho dù bây giờ mình rơi xuống hồi lúc đầu cảnh giới, hắn cũng có thể ung dung giết chết Diệp Thần. Nhưng là vì để đạt được an toàn, hay là trực tiếp đem Diệp Thần nghiền thành hư không đi? Hắn trong lòng bàn tay huyết quang, lần nữa ngưng tụ, đồng thời, hắn khí tức trên người, vậy bắt đầu suy yếu xuống, tiếp liền toàn lực ra tay dưới, vậy không ổn định năng lượng, rốt cuộc phải bắt đầu tiêu tán. Lại là một trường, bụi bặm vạn trường. Làm bụi bặm biến mất. Một đạo thân ảnh lại từ từ đứng lên. Bất khuất. Bất hủ. Vì sao là thần thể, bất hủ? Huyết tộc thiếu chủ ngẩn ngơ, loại trạng thái này hạ. Lại nhận chịu một lần công kích, lại vẫn là không có chết. Đây thật là loài người sao? Thật là đều có thể sánh bằng những truyền thuyết kia ở giữa chân linh liền đi. Ở nơi này chốc lát thời gian, huyết tộc thiếu chủ tu vi đã rơi xuống hơn nửa, bất quá, hắn lại không có quá quan tâm, dù sao giết Diệp Thần sau đó, cái này bí cảnh bên trong liền không có gì có thể uy hiếp được sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, rất nhanh. Hắn là có thể đem còn dư lại toàn bộ yêu thú hấp thu, khôi phục thực lực. Huyết tộc thiếu chủ trong lòng bàn tay huyết quang lần nữa ngưng tụ, hắn tin tưởng, một kích này, tuyệt đối có thể tiêu diệt Diệp Thần. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lúc động thủ, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một cái giọng nữ thê lương. Ngô Hạnh Nhi nhìn bị thương Diệp Thần, tê tâm liệt phế kêu khóc nói, Diệp đại ca. Nàng sau khi tỉnh lại. Liền ở Diệp Thần để cho nàng ẩn thân hang động bên trong chờ đợi Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần thật lâu chưa có trở về, để cho nàng lo lắng không thôi, ngay mới vừa rồi, cảm nhận được huyết tộc thiếu chủ kinh khủng công kích sau đó, nàng rốt cuộc không nhịn được hướng công kích truyền tới phương hướng chạy tới. Nghe được Ngô Hạnh Nhi tiếng kêu khóc, ở trong cái hố sâu phần đáy Diệp Thần, khẽ ngẩng đầu lên. Cười. Huyết tộc thiếu chủ chậm rãi để tay xuống. Hắn trên gương mặt hiện ra vô cùng là nụ cười tà ác, đây thật là thượng thiên ban cho hành hạ Diệp Thần cơ hội à, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Đột nhiên, huyết tộc thiếu chủ hướng về phía cách đó không xa Ngô Hạnh Nhi ngoắc tay, lập tức Ngô Hạnh Nhi điên cuồng xa chuyển linh lực chống cự, vẫn là trong nháy mắt liền bị lực lượng cường đại trói buộc, liền tự bạo đều không cách nào làm được.
Huyết tộc thiếu chủ đem Ngô Hạnh Nhi thân thể nhiếp đến trước người, hướng về phía Diệp Thần đùa cợt nói, Diệp Thần, ta bây giờ sẽ đối phụ nữ của ngươi ra tay à, ngươi lại thế nào không nhúc nhích nằm trên đất giả chết đâu. Ngươi phải hay không phải cái người đàn ông à, ngươi xem à, tên nhân tộc này người phụ nữ, khóc được thương tâm giường nào, biết bao sợ à. Ngươi vẫn còn làm một con rùa đen rút đầu, phụ nữ của ngươi nên biết bao thất vọng à. Ha 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 ha. Trong cái hố sâu phần đáy thân thể không lành lặn, đột nhiên kịch liệt chấn động, dọc theo cái hầm kia động chậm rãi ngoạ nguậy, tựa như, thì thật muốn bỏ ra ngoài trong cái hố sâu vậy. Nhìn Diệp Thần cái này bộ dáng chật vật, huyết tộc thiếu chủ lần nữa vui vẻ cười to đứng lên, hắn ôm Ngô Hạnh Nhi thân thể mềm mại, lập tức bay xuống đến Diệp Thần trước người. Vậy ngay tại lúc này, huyết tộc thiếu chủ tu vi, rốt cuộc rơi xuống. Bịch một tiếng vang nhỏ. Ngay tại huyết tộc thiếu chủ tu vi rơi xuống đồng thời, Diệp Thần đột nhiên biến mất. Tựa như hóa thành hư vô. Ngô Hạnh Nhi thấy vậy, lập tức sắc mặt như cho tàn, cặp mắt thất thần, hoàn toàn tuyệt vọng. Huyết tộc thiếu chủ ngẩn người, bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, phế vật, nhanh như vậy liền chết. Thật là mất hứng. Hắn có thể còn không có, đối với Diệp Thần lăng nhục đủ đây. Nhưng vào lúc này, huyết tộc thiếu chủ sau lưng đất đai. Đột nhiên truyền ra một hồi rắc rắc tiếng động lạ. Phảng phất có cái gì, đang dưới đất chui lên vậy. Một đạo băng hàn đến cực hạn thanh âm thiếu niên, ở huyết tộc thiếu chủ sau lưng vang vọng. À, nếu như ta còn sống đâu? Là Diệp Thần thanh âm. Ngô Hạnh Nhi ánh mắt, lập tức có thần thái, Diệp Thần còn chưa chết. Mà huyết tộc thiếu chủ, chính là mặt đầy vẻ khó tin quay người lại, hắn xem thấy quỷ vậy nhìn phía sau tay cầm huyết ma kiếm. Toàn thân không có một tia vết thương Diệp Thần, hoảng sợ gào thét nói, không thể nào. Ngươi không thể nào còn sống, càng không thể nào liền một chút tổn thương cũng không có. Huyết ma kiếm động, gần như vậy dưới khoảng cách, Diệp Thần thi triển trăm bước đuổi điện thân pháp, huyết tộc thiếu chủ tâm thần lớn chiến dưới, lại trong chốc lát không có phản ứng kịp. Đau nhức truyền tới, làm hắn ý thức được mình đã bị liền Diệp Thần lúc công kích, mình một cánh tay, đã không cánh mà bay. Vậy cái nguyên bản ôm Ngô Hạnh Nhi cánh tay. Lúc này, Diệp Thần ôm Ngô Hạnh Nhi, đem nàng ngay tức thì mang tới xa xa, Diệp Thần nhìn cô gái trong ngực, dặn dò, vận dụng Thiên Lân Khải, không muốn bị liên lụy. Ngô Hạnh Nhi khôn khéo hơi gật đầu một cái, Thiên Lân Khải ánh sáng bạc, đem bọc. Một đạo huyết quang thoáng hiện, hướng một cái hướng khác phi độn đi, vậy mới vừa rồi còn không có thể một đời huyết tộc thiếu chủ, hôm nay đối mặt Diệp Thần, lại lần nữa chạy trốn. Diệp Thần lạnh lùng nhìn vậy tia máu quang, thân hình động một cái, hóa thân sấm sét màu vàng truy đuổi đi. Trong thoáng qua, Diệp Thần đã áp gần huyết tộc kia thiếu chủ, kinh thiên kiếm mang hướng huyết tộc thiếu chủ bắn nhanh đi. Màu máu độn quang hơi chậm lại, đối mặt đây tuyệt mạnh ánh đao, huyết tộc thiếu chủ không thể không hoảng hốt xoay người đối mặt, hắn một cánh tay nâng lên, đem hết toàn lực một chưởng đánh về phía vậy sáng chói màu vàng kiếm quang. Âm vang lớn. Huyết tộc thiếu chủ nghênh kích tay trái ở đó cự lực dưới tác dụng, ngay tức thì nổ tung, toàn bộ thân thể cũng bị áp đảo, trùng trùng đập xuống đất. Huyết tộc thiếu chủ vùng vẫy chuẩn bị đứng dậy, nhưng chợt ngực đau nhức, một cái chân hung hãn dậm ở trước ngực của hắn, vô cùng khổng lồ lực lượng xuyên qua toàn thân, đem toàn thân hắn xương cốt kinh mạch cũng ngay tức thì đạp được nghiền. Hắn hoảng sợ nhìn đem mình dẫm ở dưới chân, giống như ma thần giống vậy Diệp Thần, điên cuồng gào thét nói, thả qua ta. Không nên giết ta à, ta là tôn quý huyết tộc thiếu chủ, chỉ cần thả qua ta, ta có thể cho ngươi đếm không hết chỗ tốt. Diệp Thần lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới chân huyết tộc thiếu chủ, cười lạnh một tiếng nói, ta muốn trên mình ngươi huyết khí. Nói xong, dưới chân dùng sức, ngay tức thì đem huyết tộc thiếu chủ thân thể đạp được nghiền, vậy cự lực liền hồn phách cũng cùng nhau mất đi. Vô tận huyết khí phun trào, chui vào Diệp Thần thức hải. Hội tụ ra một bức họa mặt. Trong hình là một cánh cửa. Một mảnh phế tích. Tựa như trải qua ngút trời cuộc chiến. Cửa tàn tạ trên tấm bảng viết năm chữ. Cửu Thiên Thần Long Điện. Huyết Long để lại cho hắn câu trả lời. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi. Lần chiến đấu này, thật đúng là vô cùng hung hiểm. Nếu không phải huyết tộc thiếu chủ tu vi không yên, hắn lại còn có thần lột xác thuật cái này một lá bài tẩy. Ở sắp chết đang lúc sử dụng. Để cho nghiêm trọng bị tổn thương thân thể triệt khôi phục, sợ rằng,
thật đúng là muốn chết tại đây bí cảnh bên trong. Bất quá, có thể chống đỡ đến đối phương tu vi rơi xuống lúc đó, cũng là bởi vì là Diệp Thần bất hủ thần thể chân thực cường hãn, có thể chống cự nửa bước tinh khiếu võ giả mấy lần toàn lực công kích. Hơn nữa, Diệp Thần biết lấy hắn bây giờ tu vi, vẫn không thể hoàn toàn kích thích linh huyết bên trong lực lượng, theo hắn cảnh giới nâng cao, thân xác còn càng ngày sẽ càng mạnh. Bất quá, hắn phát hiện, cảnh giới càng về sau, vượt biên giới giết người càng khó. Càng không cần phải nói vượt hai cảnh giới. Sợ rằng mình bước vào hợp đạo cảnh, đối mặt tinh khiếu cảnh, vậy sẽ nguy hiểm. Linh vận một năm ước hẹn, mình phải mau sớm tăng lên thực lực. Dẫu sao lần trước tổn thương linh vận hoàn toàn là mượn tề tu cái này con rối. Nếu như và linh vận bản thể đánh một trận, không có bất kỳ phần thắng nào. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, đột nhiên ánh mắt chớp mắt, giơ chân lên tới, hắn dưới chân, lại đạp một ngón tay dài ngắn xương sườn. Huyết tộc kia thiếu chủ toàn bộ thân thể đều đã bị hắn đạp được vỡ vụn, lại còn để lại cái này đoạn xương sườn, chắc hẳn, cái này xương sườn tuyệt không bình thường. Diệp Thần đem xương sườn thu hồi, cũng không có cẩn thận nghiên cứu, dưới mắt, đem Ngô Hạnh Nhi cứu ra bí cảnh mới là việc cần kíp. Thân hình động một cái, mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần liền quay trở về Ngô Hạnh Nhi bên người, mới vừa rồi mặc dù có đoạn khoảng cách, nhưng là Diệp Thần công kích chân thực quá mạnh mẽ, nơi này vẫn là bị ảnh hưởng đến, cũng may có bữa Lân Khải bảo vệ, Ngô Hạnh Nhi cũng không có bị thương. Ngô Hạnh Nhi nhìn trở về Diệp Thần dài dài thở ra một hơi, đột nhiên lập tức nhào tới Diệp Thần trong ngực, ôm thật chặt lấy Diệp Thần, không ngừng khóc thút thít. Diệp Thần nhíu mày một cái, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ Ngô Hạnh Nhi gánh, an ủi, tốt lắm Hạnh Nhi, ta tới, đã không sao. Hắn mang Ngô Hạnh Nhi bay lên trời, hướng trong bí cảnh không gian điểm yếu bay đi, trong mắt sắc bén lóe lên nói, có ta ở đây, người khác không nhúc nhích được ngươi. Bây giờ, phải đi tìm một người khác tính sổ một chút. Rất nhanh, Diệp Thần liền tìm được một nơi không gian điểm yếu, trong tay huyết ma kiếm động một cái, cường đại kiếm mang ngay tức thì xé nát không gian bình phong che chở, một đạo vết nứt không gian hiện lên không trung, Diệp Thần mang Ngô Hạnh Nhi trốn vào trong đó. Thân hình biến mất không gặp. Cùng lúc đó, Vân Minh Tông bên trong truyền tống pháp trận chỗ, một đạo vết nứt không gian vô căn cứ hiện lên, Diệp Thần mang Ngô Hạnh Nhi, từ trong khe chớp mắt bay ra. Mọi người thấy Diệp Thần mang Ngô Hạnh Nhi thành công rời đi bí cảnh, trên mặt đều là hiện ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Ngô Hạnh Nhi sư phụ Tống Chân cũng đã tỉnh hồn lại, đi tới truyền tống pháp trận chỗ chờ đợi. Tống Chân thấy Ngô Hạnh Nhi, mặt đầy từ ái. Lập tức ôm lấy Ngô Hạnh Nhi thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói, Hạnh Nhi, đều là sư phụ bất lực, mới để cho người bị lớn như vậy ủy khuất. Ngô Hạnh Nhi chân thành nói, sư tôn, mời không nên nói như vậy, ngài đối với Hạnh Nhi tốt, Hạnh Nhi vẫn luôn khắc trong tâm khảm, hơn nữa nếu không phải ngài, Hạnh Nhi sợ rằng liền tiến vào bí cảnh cơ hội cũng không có, vậy đợi không được Diệp Thần tới cứu ta. Ở Tống Chân trước mặt nhắc tới Diệp Thần. Ngô Hạnh Nhi mặt đẹp không khỏi kích động hết sức. Diệp Thần, Tống Chân nghe vậy, nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi bên cạnh thanh niên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu không phải một tất cả trưởng lão và tông chủ đều nói cho nàng người trẻ tuổi này chiến thắng tạo hóa cảnh triệu lôi, nàng là làm sao vậy sẽ không tin tưởng. Bất quá rất nhanh, Tống Chân trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, không phải nói, Diệp Thần là nửa bước hợp đạo tu là sao? Làm sao bây giờ, tựa hồ hơi thở còn vô cùng là không yên dáng vẻ. Bị thương. Ngay tại lúc này, một đạo gần như trong suốt dây nhỏ, đột nhiên hướng Diệp Thần bắn tới, công kích này tới đột nhiên, hơn nữa vậy dây nhỏ tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Tại chỗ, trừ Diệp Thần, chỉ có Vân Minh Tông Tông chủ kịp phản ứng, nhưng mà, cho dù là Vân Minh Tông Tông chủ, lúc này, lại cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Mắt xem vậy đạo dây nhỏ thì phải bắn trúng Diệp Thần. Diệp Thần thân hình đột nhiên một hồi mơ hồ, nếu như sấm sét vậy cấp tốc chớp động, đồng thời trong tay huyết ma kiếm cuồng vũ, kim quang bạo tránh dưới, đem vậy đạo trong suốt sợi tơ hoàn toàn mất đi. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục một nơi trận pháp san sát chi địa. Thánh Long gia tộc, chỗ sâu nhất, đó là một tòa ẩn chứa cao nhất cấm chế và thần lực rồng hầm giam. Nghe nói hầm giam phía dưới phong ấn Linh Võ Đại Lục thượng cổ Thánh Long long mạch. Bất kỳ bị kẹt người, không cách nào tránh thoát. Nơi này đại biểu tử vong,
đại biểu cấm địa, đại biểu vực sâu chỗ sâu nhất, vô số điều thượng cổ chi đá chế tạo huyền liên kéo dài. Dọc theo cuối, lại là một cô gái, một cái bị vô số huyền liên khốn trụ được thiếu nữ. Thiếu nữ cực độ không ổn định, trên người thậm chí có một đạo long ảnh. Thà nói, huyền liên khốn trụ được là người, không bằng nói khốn trụ được là long. Muốn không được bao lâu, một cái mặt lộ vẻ uy nghiêm người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người này chính là Thánh Long gia tộc tộc trưởng Long Hồng Thiên. Từ ma vực mới vừa chạy về, Long Hồng Thiên nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, đối với bên cạnh ông già, nói, đoạn này thời gian, nàng một mực như vậy. Ông già gật đầu một cái, cung kính nói, Long Lạc Nhi ở một tháng trước liền như vậy, bởi vì loại chuyện này, chúng ta không dám đả thương nàng phân nửa. Hết thảy chỉ có thể cùng gia chủ trở về định đoạt. Long Hồng Thiên gật đầu một cái, cô gái này tấm thân xử nữ hoàn hảo, ta vốn muốn mượn giúp thân thể của nàng lấy được huyết mạch, bây giờ nhìn lại, đã không được. Chúng ta không cách nào tới gần nơi này nha đầu, thậm chí ta liền đụng chạm nàng cũng gặp nguy hiểm. Ông già ngẩn ra, kinh ngạc nói, gia chủ, tại sao không thể đụng vào? Long Hồng Thiên con ngươi thâm trầm thêm nghiêm túc, yên lặng hồi lâu, lời nói ra kinh người nói, bởi vì, cô gái này đang thức tỉnh Thánh Long gia tộc truyền thuyết kia ở giữa huyết mạch. Xem ra, muốn rời đi địa phương, nếu không ra 10 ngày, nơi này tất nhiên hóa là phế tích. Đáng chết! Dứt lời, Long Hồng Thiên toàn thân cuộn sạch ngút trời tức giận. Hắn vậy kế hoạch hoàn mỹ, lại có thể xảy ra vấn đề. Sớm biết cũng không đi ma vực. Hết thảy đã chậm. Việc cần kíp, chính là vây khốn Long Lạc Nhi. Long Hồng Thiên bên cạnh ông già hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía xiềng xích khốn trụ được thiếu nữ, hỏi, gia chủ, nơi đây cũng chấn không đè ép được Long Lạc Nhi. Long Hồng Thiên gật đầu một cái, ta còn đánh giá thấp cô gái này huyết mạch. Ban đầu hai người kia cầm cô gái này đưa đến Côn Lôn Hư, ta khinh thường. Nếu như biết cái này nha đầu cũng như này lực lượng, ta đến lượt phái người đi Côn Lôn Hư đem nàng xóa đi. Chỉ tiếc, bây giờ muốn giết nàng, rất khó. Duy nhất có thể làm chính là vĩnh viễn vây khốn nàng. Đối với ta Thánh Long gia tộc đạt được một khối luân hồi huyền bia, hơn nữa ta đột phá tới cảnh giới cao, mới có cơ hội. Ngày hôm đó nếu như đến, ta Thánh Long gia tộc tất nhiên trở thành linh võ đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí, ở linh võ đại lục trên lịch sử, vậy tuyệt hàn đế cung lại coi là cái gì? Giờ khắc này, Long Hồng Thiên trên mình bộc phát ra cực mạnh khí thế. Đây là Thánh Long gia tộc quyền thế ngút trời. Ông già cả kinh, theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó nói, gia chủ, trước lúc này, thật không nhúc nhích cái này nha đầu. Ta Thánh Long gia tộc không phải có huyết mạch thuật. Long Hồng Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất ngờ nhìn một cái ông già, huyết mạch thuật là cấm thuật, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp, không thiếu thế lực cũng đang nghiên cứu, nếu như cầm cô gái này nghiên cứu, biết hay không quá mức phí của trời. Như vậy đi, chuyện này giao cho ngươi, ngươi thử nghiệm xem có thể hay không trừ ly một số Long Lạc Nhi huyết mạch, nếu như không được, cũng không mạnh hơn cầu. Ông già trong tay xuất hiện một cái trận bàn lên chữ viết xoay tròn, gia chủ, ta vậy thì đi. Đúng rồi, gia chủ, người nói phải đem cô gái này rời đi. Kết quả là dự định chuyển tới nơi nào? Nghe được câu này, Long Hồng Thiên cười, cười vô cùng âm u. Hắn từ từ hướng Diệp Lạc Nhi đi tới, ở cách Diệp Lạc Nhi 10 mét địa phương ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, nói, vong long cấm địa. Cái này bốn chữ vừa ra, lão kia người con ngươi lại viết đầy kinh hoàng. Bởi vì vong long cấm địa là Thánh Long gia tộc người bất kỳ cũng không dám bước vào địa phương. Nghe nói nơi đó không có Thánh Long, chỉ có Long hài cốt. Long Hồng Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi mặt mũi, trên mặt ý lại là thương tiếc, đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Lạc Nhi môi đang động. Hắn nhướng mày một cái, nhích tới gần mấy phần. Diệp, đại ca, chấm. Một đạo yếu ớt giọng nữ chậm rãi truyền tới. Long Hồng Thiên rơi vào trầm tư. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Diệp đại ca cái này ba chữ để cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Đây là hắn hiện ở cảnh giới này đối với nguy hiểm cảm giác. Nàng không biết Diệp Lạc Nhi trong miệng Diệp đại ca là người phương nào. Chẳng lẽ Diệp Lạc Nhi phụ mẫu còn lén lén lút lút sinh cái kế tiếp bé trai sơ sinh?
nếu không cô gái này tại sao vào lúc này còn sẽ nhắc tới người này. Long Hồng Thiên không nghĩ nhiều nữa, xoay người, nhìn về phía ông già, ở cầm cô gái này đưa vào vong long cấm địa trước, cho ta chỉnh hợp một phần tư liệu. Phần này tư liệu phải nhốt tại nàng đã từng chỗ ở thấp võ thế giới. Ừ, ông già gật đầu, cuối cùng lại biến mất ở hắc ám bên trong. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại trầm tư Long Hồng Thiên, còn có vậy vô tận xiềng xích bị kẹt long ảnh thiếu nữ. Đây là một cái quyền lực và huyết mạch câu chuyện. Hình ảnh quay về, Vân Minh Tông. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Diệp Thần mới vừa đi ra, lại liền có người muốn xóa bỏ hắn. Có gì giáp tâm? Diệp Thần ngưng mắt nhìn một phương hướng, sát ý nồng nặc cuộn sạch. Mà cái hướng kia đứng một người thanh niên cùng với một cái tóc đỏ nam tử. Triệu Lôi, Trần Phi Anh. Cách đó không xa, Trần Phi Anh và Triệu Lôi gặp Diệp Thần lại đang chiêu này dưới không chút tổn hao nào, hai người đều không khỏi được sững sốt một chút. Trần Phi Anh vậy mặt không cảm giác khuôn mặt, lại là lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Một chiêu này, cho dù là đối mặt Vân Minh Tông Tông Chủ, đánh lén dưới, hắn cũng có 30% chắc chắn có thể đánh cho bị thương đối phương, lại liền tùy tiện bị một cái nửa bước hợp nói, nghiêm ngặt ý nghĩa lên vẫn còn ở hỗn nguyên cảnh Diệp Thần chặn lại. Thấy Trần Phi Anh đối với Diệp Thần ra tay, mọi người tại đây, trừ Lưu Tú, ở kịp phản ứng sau đó đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Diệp Thần không chỉ có xuất thủ cứu ra liền bọn họ Vân Minh Tông đệ tử, hơn nữa còn là Vân Minh Tông phụ thuộc vào tông môn Huyền Nguyệt Tông môn nhân. Những trưởng lão này cửa đều không phải là người ngu, bằng Diệp Thần cho thấy thiên tư đủ để nhìn ra hắn ở Huyền Nguyệt Tông bên trong cũng có địa vị hết sức quan trọng, nếu là ở bọn họ Vân Minh Tông bên trong đã xảy ra chuyện gì, nói không phù hợp sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá càng làm cho bọn họ rung động là, Diệp Thần lại đỡ được cường giả này nhất kích. Vẫn là không chút tổn hao nào chặn. Cố nhiên một kích này không phải là đối phương toàn lực, cũng không khả năng như vậy ung dung à. Cho dù là tất cả đại tông phái thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Hơn nữa, Diệp Thần chặn Trần Phi Anh lúc công kích hời hợt dáng vẻ, thật giống như còn không có khiến cho đem hết toàn lực. Diệp Thần thiên phú kinh khủng, ở những người này trong suy nghĩ, lại tăng lên hết mấy tầng thứ. Thậm chí liền Lưu Tú cũng ánh mắt lập lòe nhìn Diệp Thần, cảm thấy có phải hay không hẳn thay đổi mình lập trường. Vân Minh Tông Tông chủ ngưng mắt nhìn Trần Phi Anh và Triệu Lôi nói, hai vị, ở ta Vân Minh Tông bên trong tùy ý như vậy ra tay tổn thương người, có phải hay không quá không đem ta Vân Minh Tông để ở trong mắt. Triệu Lôi lúc này mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là dựa vào Trần Phi Anh cho hắn đút vào đan dược cũng có thể miễn cưỡng hành động, hắn nhìn Vân Minh Tông Tông chủ cười lạnh nói. Ta chính là xem thường ngươi Vân Minh Tông, thì thế nào? Ngươi dám đối với ta động thủ, ngươi có thể biết sau lưng ta đại biểu cái gì? Vân Minh Tông Tông chủ và Liên Can trưởng lão nghe vậy, đều là vạn phần tức giận, người người cả người khí thế ngưng tụ, hư ảnh mơ hồ hiện lên, mặt đất đều ở đây bọn họ cường đại lực lượng dưới bắt đầu rung động. Nhưng không ai thật dám ra tay. Trần Phi Anh và Triệu Lôi thực lực có lẽ sẽ không để cho bọn họ sợ hãi, nhưng là, bọn họ bối cảnh, nhưng đủ tiêu diệt Vân Minh Tông ngàn lần vạn lần. Cho nên, bọn họ không thể ra tay. Vân Minh Tông Tông chủ nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, đã như vậy, xin Triệu công tử, rời đi ta Vân Minh Tông. Hắn đã âm thầm quyết định, bất luận như thế nào, đều phải bảo vệ Diệp Thần, quyết không thể để cho Diệp Thần ở Vân Minh Tông bên trong xảy ra chuyện. Triệu Lôi liếc Vân Minh Tông chủ, căn bản không có động tĩnh, cười lạnh nói. Liễu Tông Chủ, người đây là, đang đuổi ta Triệu Mỗ đi sao? Người có thể biết, hậu quả của làm như vậy. Liễu Tông Chủ ở Triệu Lôi dưới uy hiếp, quả đấm nắm chặt càng chặt hơn, chán hắn gân xanh không ngừng nhảy, tức giận cơ hồ thì phải hóa thành thực chất. Bất quá, nhưng là ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói, nếu như, ngươi còn muốn đối với Diệp Thần ra tay, nói không được, lão phu được tự mình ra tay, đưa hai vị rời đi. Triệu Lôi đối với hắn mà nói, bất quá là một con có thể tùy tiện nghiền chết con kiến hôi, mình lại bị hắn uy hiếp như vậy, thân là đứng đầu một tông, làm sao có thể không giận. Nhưng là, ngại vì Triệu Lôi thân phận, Liễu Tông chủ lại chân thực không thể làm gì, trong lòng có bao nhiêu bực bội, có thể tưởng tượng được. Triệu Lôi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhưng mà, Liễu Tông chủ cùng mắt đối mắt, nhưng là không nhường chút nào,
Triệu Lôi sắc mặt mấy lần biến hóa sau đó, rốt cuộc, vẫn là thu liễm xuống. Hắn mặt đầy vẻ oán độc nhìn mọi người tại chỗ một mắt, lại hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn hồi lâu, rốt cuộc, còn không cam không muốn địa đối Trần Phi Anh nói, chúng ta đi. Vân Minh Tông chỗ dẫu sao cách Triệu gia và Bay Hàn dậy quá xa, tạm thời hắn không cách nào đem có thể áp đảo mọi người cường giả mời tới chạm trận. Hơn nữa hắn vậy không phải người ngu, Diệp Thần cho thấy thực lực, tất nhiên đại biểu sau lưng hắn cũng có bối cảnh không tầm thường, vạn nhất thật cùng Vân Minh Tông Tông chủ động tới tay. Cho dù Trần Phi Anh sẽ không thua hắn, vậy rất khó bảo được từ mình an toàn, lấy hắn bây giờ trạng thái thân thể, nếu như Diệp Thần nhân cơ hội ném đá giấu tay, hắn tất nhiên có nguy hiểm cực lớn, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi, bất quá, hắn cũng không định bỏ qua cho Diệp Thần và Vân Minh Tông. Mắt xem Triệu Lôi chuẩn bị rời đi, Vân Minh Tông Tông chủ và các trưởng lão đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất luận tương lai như thế nào, trước mắt cửa này, cuối cùng là trước qua. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm nhưng tràn đầy không cho phép nghi ngờ uy thế thanh âm, ở trong tai mọi người vang lên. Ta nói qua, ngươi có thể đi được chưa? Soạt một tiếng, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi hướng người nói chuyện nhìn, liền liền Triệu Lôi và Trần Phi Anh, đều bị kinh động. Duy nhất duy trì chấn định, chỉ có người nói chuyện. Diệp Thần. Hắn nguyên tắc, chính là cầm hết thảy uy hiếp, bóp chết. Vân Minh Tông mọi người thấy Diệp Thần, trong ánh mắt đều có nóng nảy, vẻ trách cứ, bọn họ mơ hồ có loại dự cảm xấu, cái này người thanh niên, kết quả muốn hù chết người bao nhiêu lần. Lại vào lúc này ngăn cản Triệu Lôi rời đi. Không thấy hắn đều phải rời liền sao? Đây chính là tông chủ vì bảo vệ ngươi, liều mạng để cho Vân Minh Tông gặp nguy cơ to lớn, mới đổi lấy à? Kết quả, liền bị ngươi như thế nhẹ bỗng một câu nói, để cho tông chủ cố gắng, đều phải toàn bộ uổng phí. Mặc dù ngươi thiên phú quả thật nghịch thiên, nhưng là ngươi liền cần phải khùng như vậy, như thế vênh váo hung hăng sao? Đây quả thực là ngu xuẩn. Liễu tông chủ kiến trạng, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, một người trưởng lão nhưng lặng lẽ kéo lại Liễu tông chủ ống tay áo, âm thầm lắc đầu, Diệp Thần như vậy tính cách, cho dù tiếp tục đắc tội Triệu Lôi, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn căn bản cũng không biết quý trọng mạng mình. Liễu tông chủ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa. Triệu Lôi lúc này ngược lại cười lên, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng cao hứng. Diệp Thần mình chịu chết, đây là biết bao ngu xuẩn. Mình lại là biết bao may mắn. Hắn hướng về phía Diệp Thần cười to nói, ha ha ha, chó điên, thật sự là một con chó điên à. Vân Minh Tông chư vị, các ngươi bây giờ, biết hắn là dạng người gì liền sao? Thiên phú khá hơn nữa thì thế nào, người như vậy, có thể sống nổi sao? Vân Minh Tông mọi người không nói gì, nhưng là phần lớn trưởng lão, cũng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên thừa nhận Triệu Lôi giải thích. Bất quá, Diệp Thần nhưng không để ý chút nào những thứ này, xúc vật sắp chết sủa, lại có ai sẽ để ý? Căn bản, không có để ý cần thiết. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, từng bước một hướng Triệu Lôi đi tới, trong miệng nhàn nhạt nói, bất luận ngươi như vậy hèn mọn tồn tại làm sao sủa, đều không cách nào thay đổi đem ngươi chết kết cục, chỉ sẽ tăng thêm ngươi thống khổ mà thôi, ngươi rất nhanh, liền sẽ hối hận đối với ta nói qua mỗi một chữ, ta hướng ngươi bảo đảm. Triệu Lôi đầy mặt khinh thường cùng châm chọc, cái này Diệp Thần thật sự là cầm mình làm thần, cảm giác được mình vô địch. Trần Phi Anh vận may tầng 9 trời, cơ hồ nửa bước tinh khiếu tu vi, còn có thể bại bởi một cái tu vi là nửa bước hợp đạo phế vật. Hắn vốn muốn mở miệng đùa cợt cái này từng bước một hướng mình đi đi tìm cái chết ngu xuẩn, nhưng lúc này, Triệu Lôi nhưng không mở miệng được. Bởi vì, Triệu Lôi bên cạnh Trần Phi Anh, rút ra bội kiếm của hắn, một cái trong suốt, một số gần như lợi kiếm vô hình. Triệu Lôi biết, Trần Phi Anh là tùy tiện sẽ không rút kiếm, trừ phi, là gặp để cho hắn cảm thấy uy hiếp đối thủ. Nói cách khác, cái này nửa bước hợp đạo cảnh Diệp Thần, lại, để cho Trần Phi Anh cảm thấy nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn mơ hồ lo lắng. Bởi vì Trần Phi Anh từ tạo hóa cảnh nhất tầng thiên bước vào bây giờ tầng 9 trời, chính là một năm. Cái này một năm, vô số đan dược và cơ duyên đống triệt. Tu luyện một môn, trọng yếu nhất chính là làm cái gì chắc cái đó, mà Trần Phi Anh cũng không phải.
hắn thực lực chân thật, có thể phải so hơi thở thấp hơn một ít. Chỉ bất quá hơi thở đủ uy hiếp mọi người. Trần Phi Anh, Triệu Lôi Miễn cười gượng nói, một con kiến hôi mà thôi, ngươi cần gì phải trịnh trọng như vậy. Tiện tay tiêu diệt chính là, vốn là, ta còn muốn để cho ngươi đừng nhanh như vậy giết chết hắn, ta thật tốt tốt giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng người. Trần Phi Anh hơi nhíu mày, ngưng mắt nhìn đang từ từ đi tới Diệp Thần, ánh mắt từ rung động biến thành ngưng trọng, hắn không dám tưởng tượng, cái này nửa bước hợp đạo cảnh Diệp Thần lại sẽ cho hắn tạo thành một tia áp lực. Lý trí nói cho hắn, cái này là cảm giác, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì, nhưng là, Trần Phi Anh trực giác, nhưng rõ ràng truyền đạt như vậy tin tức Diệp Thần, rất nguy hiểm. Ở ngắn ngủi hoang mang sau đó, Trần Phi Anh lựa chọn tin tưởng trực giác của hắn, hắn biết, sở dĩ hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào, cũng không phải là hắn lý trí, mà là mình vậy vô cùng là cảm giác bén nhạy. Hôm nay, đối mặt Diệp Thần, hắn ý thức tập trung cao độ. Phong tỏa ở Diệp Thần trên mình, không buông tha hơi thở đối phương bất kỳ một chút biến hóa, thậm chí không có dư thừa tinh thần nghe Triệu Lôi nói những gì. Trầm mặc mấy cái hô hấp sau đó, hắn đơn bạc môi, mới hơi ngọa nguậy, giọng trầm thấp vang lên, Trần Phi Anh phun ra một chữ, chỉ có một, tựa như nói chữ thứ hai, biết phóng tung phí hắn rất nhiều thể lực như nhau. Đi! Triệu Lôi sững sốt, hắn thật là không cách nào tưởng tượng mình lỗ tai. Trần Phi Anh mới vừa rồi nói gì? Mình có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề? Trần Phi Anh, lại kêu hắn đi. Đối phó một cái nửa bước hợp đạo cảnh phế vật, hắn lại kêu mình đi. Chẳng lẽ, và Diệp Thần giao thủ bên trong, hắn không có lòng tin có thể bảo vệ được mình. Ngay tại Triệu Lôi rơi vào hỗn loạn lúc đó, Diệp Thần trên khuôn mặt, thiêu đốt lên liền một loại quỷ dị sát ý, ma khí và huyết khí vần quanh toàn thân. Cái này làm cho người tràn đầy dùng mình hơi thở, đang lúc mọi người đáy lòng tràn ngập, đó là một loại tàn nhẫn mà bá đạo khí thế. Hắn, đã không có cơ hội có thể đi. Chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Thần những lời này, gần đây kiêu ngạo, ngang ngược, trong mắt không người Triệu gia công tử Triệu Lôi, lại không tự chủ được dùng mình một cái, thân hình hắn động một cái, liền phải rời đi nơi này. Quỳ xuống, có thể nhưng vào lúc này. Diệp Thần trong ánh mắt tím ánh sáng màu vàng bạo tránh, bỗng nhiên gian phát ra một tiếng như lôi đình hét lớn. Màu tím kim đường vân ở hắn bề mặt hiện lên, đồng thời, ma khí cuộn sạch, bạch hổ và kỳ lân máu tươi bùng nổ, vậy trong tiếng hét vang, mơ hồ mang hổ gầm chi âm, một cổ làm người ta khó mà cãi lại, vô cùng tôn sùng thần tính hơi thở, cùng với tựa như chiếm cứ chư thiên sinh linh trên, có vô tận uy thế chân linh hơi thở, đột nhiên bùng nổ. Ở nơi này đồng thời hơi thở thổi phồng hạ, Diệp Thần nói tiếng nói, tựa như có huyền ảo lực lượng, dưới trọng thương, thuộc về trạng thái suy yếu Triệu Lôi, lại đang tiếng này dưới mệnh lệnh, căn bản không cách nào cãi lại, thân thể không tự chủ được quỳ sụp xuống đất. Gào to một tiếng, để cho Triệu Lôi quỳ xuống đất. Cho dù đây chỉ là một tên trọng thương sau võ giả, đây cũng là, cực kỳ đáng sợ. Đây là nửa bước hợp đạo cảnh võ giả có thể làm được sao? Đừng nói làm được, sợ rằng, rất nhiều hợp đạo cảnh võ giả, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, Diệp Thần chính là miễn cưỡng làm được. Tiếng quát ngắn này, thật ra thì, là Diệp Thần lấy thần hồn công kích, hổ thần sát thi triển. Nhưng là, hôm nay hổ thần sát, đi qua đồng thời linh huyết, cùng với thần tính gia trì, đã sớm xưa không bằng nay, bất quá, ở đối thủ quá mạnh mẽ, đặc biệt là thần hồn từng có đặc thù gia trì thiên tài trước mặt. Vẫn là không có trọng dụng. Nhưng là, dùng để đối phó xem Triệu Lôi như vậy trọng thương chưa lành, thần hồn uể oải không dao động võ giả, nhưng là không thể tốt hơn nữa, cho dù hắn thần hồn đi qua gia trì, bởi vì thân thể khí huyết quá yếu, thần hồn vậy ở vào suy yếu trạng thái, vẫn là sẽ bị tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Triệu Lôi cả người mơ hồ run rẩy, muốn đứng dậy, có thể mình thân thể, nhưng chút nào không nghe chỉ huy. Bất quá! Triệu Lôi dẫu sao thực lực không tính là yếu, muốn không được bao lâu, là có thể thoát khỏi loại này khống chế. Nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, cái này chút thời gian, đã đủ rồi. Diệp Thần rốt cuộc đi tới Trần Phi Anh trước người 5 mét vị trí, dừng bước, mà Trần Phi Anh cuối cùng, một bước không nhúc nhích, cho dù Triệu Lôi quỳ xuống, cũng giống vậy. Diệp Thần cùng Trần Phi Anh đối mặt, nhàn nhạt nói, tránh ra, ta muốn giết hắn.
ngăn cản ta, ngươi biết chết. Triệu Lôi ngay trước mọi người quỳ xuống, lúc này đã tức giận thất thố, hướng về phía Trần Phi Anh điên cuồng hét lên, ngươi mẹ hắn ngớ ra làm gì? Nhanh chóng cho ta nghiền chết cái này con kiến à. Trần Phi Anh nhưng tựa như đối với hết thảy bịt tai không nghe, chỉ là ánh mắt chặt khóa chặt định Diệp Thần. Đột nhiên, Trần Phi Anh động, hắn động đồng thời, sau lưng tựa như lóe lên cái gì, lại tựa như cái gì vậy không phát hiện, nhưng là, ngay tại trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần cảm giác, mình thân ở thế giới, thay đổi. Diệp Thần con người co rúm một cái, cảnh sắc chung quanh, chút nào biến hóa cũng không có, nhưng mà, Diệp Thần nhưng cảm giác, mình lâm vào một cái cực độ thế giới nguy hiểm. Một cái kiếm thế giới. Cảm giác này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, ngay tại trước đây không lâu, hắn còn từ huyết tộc kia thiếu chủ trên mình, cảm thụ qua. Mặc dù Trần Phi Anh giới vực lực, cũng không hoàn toàn, hơn nữa so với đem cảnh giới ngắn ngủi tăng lên, nguyên bản lại có vô cùng tu vi cao huyết tộc thiếu chủ xù xì gấp trăm ngàn lần, nhưng là, cái này giới vực bên trong, nhưng mang một cổ nguyên thủy mà chí mạng hơi thở. Không tốt. Diệp Thần còn chưa như thế nào, Vân Minh Tông Tông Chủ, đã là sắc mặt đại biến, liền chuẩn bị không để ý hết thảy ra tay ngăn cản, liền liền hắn, cũng từ vậy không hoàn toàn giới vực bên trong, cảm nhận được một tia khủng bố, Diệp Thần làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, một người đột nhiên chặn lại hắn, gấp giọng nói, chờ một chút. Liễu Tông Chủ sững sốt một chút, ngăn trở hắn, không phải người khác, mà là hắn nhi tử, Liễu Vân Phi. Liễu Vân Phi ánh mắt chớp động nhìn Diệp Thần và Trần Phi Anh, giống như là đang cảnh cáo Liễu Tông Chủ, hoặc như là ở tự nhủ vậy, không thể ra tay, người này thi triển giới vực lực bên trong, bao hàm một tia thương cổ kiếm ý. Cái này bên trong cổ xưa kiếm ý không chỉ có vô cùng cường đại, một khi kích hoạt, coi như bây giờ giết hắn, vậy không ngăn cản được kiếm ý bùng nổ, ngược lại, sẽ bởi vì là chủ nhân tử vong, hơn nữa điên cuồng, bất kể hậu quả thả ra lực lượng. Ta chỉ nghe sư phụ nhắc tới, vẫn là lần đầu tiên, thấy có người có thể đủ thi triển. Một kích này, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, không thuộc về hắn. Đối mặt cái này chí cường thương cổ kiếm ý, Diệp Thần cũng cảm nhận được to lớn áp lực, nhưng là hắn nhưng không có chút nào lùi bước. Cho dù là đối mặt so với cái này thương cổ kiếm ý mạnh hơn rất nhiều lần công kích, hắn cũng có thể kháng cự không chết, cái này thương cổ kiếm ý tuy mạnh. Vẫn không thể chân chính uy hiếp đến bây giờ Diệp Thần. Bất quá hiển nhiên, cho dù Diệp Thần đã thu hồi Thiên Lân Khải, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không khả năng dễ dàng chống được Trần Phi Anh công kích, như vậy, vậy rất có thể, sẽ bị Triệu Lôi chạy khỏi. Nếu như bất hủ kiếm ý tu luyện tới trình độ cao nhất, hắn có thể không cần sợ hãi cái này thương cổ kiếm ý. Xem ra, chỉ có thử một chút chiêu đó. Chấm, Diệp Thần nói nhỏ. Phần huyết quyết. Trình độ cao nhất chém liên tục, bất hủ kiếm ý, dung. Diệp Thần đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, trình độ cao nhất kim sát chém tiếp chém liên tục ra, cao cường như vậy độ công kích, để cho hắn kinh mạch rốt cuộc xuất hiện tan vỡ, cả người nổ lên xương máu, nhưng không có ảnh hưởng chút nào Diệp Thần hành động, vậy gào thét kiếm quang, ngay tức thì tách thả ra. Kim sát một đao chém mặc dù một mực cùng đao hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là Diệp Thần rất nhiều lần phát hiện. Bất hủ kiếm ý và một kích này nếu như dung hợp, uy lực vậy không thể khinh thường. Mạnh, mạnh vô cùng. Trần Phi Anh trong đầu lúc này chỉ có như vậy ý tưởng, nhưng là, hắn vậy không có lùi bước. Bởi vì, hắn, đồng dạng là một người cực kỳ kiêu ngạo võ giả. Hắn ánh mắt bộc phát không minh, nạt nhỏ, thương cổ kiếm ý, vô hình sát trận, mở. Trong tay vô hình trường kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần, nháy mắt tức thì. Không gian đều tựa như bị chia nhỏ thành vô số mảnh vỡ. Vô hình kiếm quang cùng sáng chói kiếm mang kịch liệt va chạm, bạo phát ra tựa như có thể khiến cho đất đai mất đi vậy năng lượng kinh khủng. Vô tận không khí khép mở, thiên địa linh lực cũng bởi vì hai người công kích mà hỗn loạn, nguyên bản quang đãng bầu trời, lập tức mưa gió đại tác, điện thiểm lôi minh. Đừng nói là Vân Minh Tông, liền là cả thành phố, cũng đang kịch liệt chấn động, đất đai phát ra rên rỉ. Vô số thâm thúy vết rách hiện lên, trong thành vang lên này thay nhau vang lên tiếng kinh hô, thậm chí không thiếu cường đại tồn tại, đều bắt đầu hướng Vân Minh Tông chạy tới. Mà Vân Minh Tông đứng mũi chịu sào, ở công kích này ảnh hưởng đến dưới, nhận trận pháp ra chỉ mấy cái kiến trúc, tựa như giấy dán vậy bắt đầu sụp đổ,
bên trong tông các đệ tử sợ hãi kêu chạy trốn, mà đứng mũi chịu sào tất cả trưởng lão, cũng không khỏi không linh lực cùng nhau, tạo thành phòng ngự cương khí để ngăn cản. Trong đó tu vi mạnh nhất Vân Minh Tông tông chủ, lại là hơi thở một tăng, ngay tức thì đem tu vi yếu hơn Ngô Hạnh Nhi và Tống Chân một người khác nữ đệ tử bảo vệ, để ngừa các nàng bị thương. Bất quá, quỳ xuống đất, một cái chân đã nâng lên, cũng nhanh muốn đứng dậy Triệu Lôi, cũng chưa có may mắn như vậy, cho dù hắn kích phát hộ thân thánh khí, bởi vì thương thế hắn không phục, thực lực đại giảm, vẫn bị chấn động được miệng phun máu tươi, lần nữa tê liệt ngã xuống đất. Ánh sáng chói mắt choáng váng xoay tròn, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng, nhưng là, những thứ này Vân Minh Tông trưởng lão, lúc này, đã lại cũng không có chút nào xem thường Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần ngu xuẩn cuồng ngạo ý nghĩ. Diệp Thần công kích uy lực, thật là vượt quá bọn họ nhận biết cực hạn. Nửa bước hợp đạo làm sao có thể bộc phát ra cổ lực lượng này? Nếu là có như vậy thực lực, làm sao có thể không ngạo? Nếu không phải ngạo, bọn họ ngược lại mới chịu coi thường Diệp Thần. Bọn họ thậm chí, là đã từng có đối với Diệp Thần khinh thị ý tưởng, cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ bên trong phần lớn người, cũng ý thức được một người vô cùng là thật thực, nhưng lại cơ hồ không thể nào, cũng để cho người không dám tin tưởng sự thật. Diệp Thần, so bọn họ mạnh hơn. Thanh niên này, lại có này cùng thực lực. Hắn khiêu chiến Trần Phi Anh, tuyệt không phải ngu xuẩn, mà là kiêu ngạo. Người tu hành có kiêu ngạo, ngu xuẩn, là không nhìn ra Diệp Thần vậy ngạo thế thiên tư cùng lực lượng mình. Rất nhiều người cũng không nhìn được nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn chăm chú vậy thật lâu không tiêu tan vầng sáng, Ngô Hạnh Nhi lại là đầy nước mắt, móng tay lõm vào nhục trưởng bên trong. Nàng đau tim, nàng hối hận, nàng thậm chí bắt đầu thống hận mình, nếu không phải bởi vì nàng, Diệp đại ca làm sao sẽ gặp bị nhiều như vậy nguy hiểm. Nhưng là, nàng còn thì nguyện ý tin tưởng Diệp Thần sẽ thắng, vô điều kiện tin tưởng. Vậy thật lâu không tiêu tan vầng sáng, rốt cuộc vẫn là dần dần suy yếu xuống, mà mọi người, vậy rốt cuộc thấy rõ vầng sáng sau cảnh tượng. Mọi người con người có giúp một cái, nội tâm chính là vô cùng rung động. Bọn họ thấy được, một bộ cả đời khó quên hình ảnh. Thậm chí, để cho bọn họ trong nội tâm, sinh ra một loại kỳ dị cảm động, để cho bọn họ muốn làm rơi lệ, làm kêu gào, làm bái phục. Đó chính là như vậy dung chuyển tâm linh cảnh tượng. Vầng sáng sau đó, mặt đất đã biến mất, xuất hiện, là một người vô cùng lớn trong cái hố sâu, mà ở trong cái hố sâu phía trên, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Hai đạo, bị máu tươi nhiễm thấu bóng người. Một đạo, vẫn ấm áp, một đạo, cũng đã hoàn toàn lạnh như băng. Nhưng là, cái này hai đạo thân ảnh, nhưng cơ hồ giống vậy thê thảm. Diệp Thần trên người có rậm rạp chằng chịt vết kiếm, còn có hắn hơn nửa bên ngực, bị một cái đen nhánh lỗ lớn thay thế. Nhưng mà, để cho người cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt là, Diệp Thần, vẫn đang hô hấp trước, mặc dù, hắn hô hấp nhìn như có chút khó khăn, nhưng là, nhưng không nghi ngờ chút nào, ở thật tốt hô hấp. Diệp Thần chẳng những không có chết, thậm chí, không có hôn mê. Như vậy nặng thương thế, liền là chân chánh vận may võ giả, cũng chỉ có tại chỗ rơi xuống kết quả, nhưng mà, Diệp Thần trừ khó thở ra, lại tựa như còn có dư lực chống đỡ. Sắc mặt của mọi người dần dần đổi được cổ quái, thanh niên này, rốt cuộc là người, vẫn là cái gì thần ma biến hóa. Cái này thân thể dẻo dai và sinh mệnh lực, thật là và vậy võ giả đều không ở một tầng thứ lên. Mà ở Diệp Thần trước người, quá gần chỗ, là một đạo thân ảnh khác. Đã lạnh như băng, tản ra khí tức tử vong, Trần Phi Anh thi thể. Một cái tràn đầy vô tận ma khí kiếm, hoàn toàn xuyên qua cái này kiêu ngạo kiếm khách tim. Không nghi ngờ chút nào cướp lấy hắn sinh mạng. Dẫu sao, không là mỗi người, đều giống như Diệp Thần như thế biến thái. Cái này nửa bước hợp đạo võ giả, cùng tạo hóa cảnh tầng 9 trời, thậm chí đến gần nửa bước tinh khiếu võ giả đánh một trận. Sống sót, lại là cái đó ban đầu, tất cả mọi người đều cho là ở tự sát nửa bước hợp đạo võ giả. Thắng, là Diệp Thần. Vậy làm sao có thể không để cho người kích động? Không gọi người nhiệt huyết sôi trào. Không thiếu trưởng lão thậm chí âm thầm xúc động, nếu như chúng ta lại trẻ tuổi mấy trăm tuổi, không có ở bên trong tông môn đảm nhiệm trưởng lão mà nói, sợ rằng, tại chỗ liền sẽ đối với Diệp Thần thành tâm ra sức, đi theo Diệp Thần đi.
Diệp Thần cường hãn, chân thực, quá làm người ta hướng tới. Diệp Thần nhìn Trần Phi Anh thi thể, khẽ lắc đầu một cái, Trần Phi Anh rất mạnh, là một cái đáng hắn bỏ ra kính ý đối thủ. Nếu không phải mới vừa rồi thời khắc mấu chốt, ác ma mắt cho hắn một số lực lượng, để cho hắn ngắn ngủi nhập ma. Sợ rằng, tuyệt sẽ không bỏ ra giá lớn như vậy liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Thậm chí, có thể chết là hắn. Ở trong bí cảnh, mình mặc dù có thể chém chết huyết tộc kia thiếu chủ, hoàn toàn là bởi vì đối phương khinh địch, hơn nữa đối phương là mượn trận pháp ngắn ngủi tăng lên tới nửa bước tinh khiếu, tự mình ra tay thời điểm, đối phương tu vi đã thẳng tắp rớt xuống. Mà trước mắt Trần Phi Anh, rất mạnh. Xem ra càng về sau, vượt qua cảnh giới giết người thì càng khó. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như lại đụng gặp một vị nửa bước tinh khiếu tồn tại, hơn nữa đối phương là thiên tài chân chính, hắn còn có thể thắng sao? Diệp Thần kịch liệt thở dốc, trên người huyết khí chui vào huyết ma kiếm. Trận chiến này, còn phải cảm tạ huyết ma kiếm. Luận kiếm phẩm cấp, huyết ma kiếm xa xa cao hơn Trần Phi Anh kiếm. Bất quá, trận chiến này, không tất cả đều là giá phải trả, còn có thu hoạch. Diệp Thần mượn bất hủ thân thể, lại cảm giác được kỳ lân máu tươi bên trong một ít thứ. Kỳ lân, chủ phong trấn, trừ để ngừa bảo vệ làm chủ nhân vương hộ phù hộ ra. Diệp Thần, còn mơ hồ thức tỉnh một loại trong huyết mạch thủ đoạn, đó là đang công kích bên trong, mang theo phong trấn lực, lấy yếu hóa đối phương phòng ngự, hoặc là làm tan rã đối phương thế công thần thông, Diệp Thần là hắn đặt tên là Kỳ Lân Sát. Nhưng là, hắn nhưng vẫn không làm được đem dung nhập vào vũ khí của mình bên trong. Cho đến trước, vậy trạng thái cực hạn xuống sống chết một khắc, hắn mới bắt được vậy trong chỗ u minh, một tia huyền ảo cảm ngộ. Cái này chẳng lẽ chính là luân hồi huyết mạch chỗ cường đại? Cũng hoặc là nói, chưa có hoàn toàn thức tỉnh luân hồi huyết mạch, mình chỉ bất quá nhìn thấy một góc băng sơn. Xem ra phải mau sớm bước vào hợp đạo cảnh, hỏi Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão muốn hạ luân hồi huyền bia. Diệp Thần trong tay kim quang chớp mắt, đem Trần Phi Anh thi thể mất đi, tiếp theo, ở mọi người khó có thể tin nhìn soi mói, lấy cái này nhìn cơ hồ không thể nào tiếp tục hành động thân thể. Từng bước, hướng té xuống đất Triệu Lôi đi tới. Triệu Lôi lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn ngơ ngác nhìn đem Trần Phi Anh mất đi, từ chấm kim quang bên trong, hướng mình đi tới, cả người máu tươi, nhìn như vô cùng kinh khủng Diệp Thần. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Thần thắng. Vô hình sát trận, đây chính là Trần Phi Anh chiêu thức mạnh nhất à? Cho dù là nửa bước tinh khiếu võ giả, cũng có thể ở hắn một chiêu này dưới bị thương. Làm Trần Phi Anh dùng được chiêu này đối phó Diệp Thần lúc, hắn nội tâm, liền có một loại dự cảm xấu. Đó là hắn không cách nào hiểu, tại sao, Trần Phi Anh minh minh có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần, nhưng muốn vận dụng mình sát chiêu. Mà bây giờ, hơn nữa điên cuồng một màn xuất hiện, Diệp Thần, cái này nửa bước hợp đạo cảnh con kiến hôi, không chỉ không có ở vô hình sát trận dưới, bị Trần Phi Anh trong nháy mắt giết thành cặn bã, hơn nữa. Còn cầm Trần Phi Anh giết đi. Từng cơn dùng mình, từ Triệu Lôi linh hồn chỗ sâu tràn lan, làm hắn thấy Diệp Thần, kéo vậy cơ hồ không thể nào còn sống thân thể, hướng mình đi tới lúc, rốt cuộc xé nát Triệu Lôi cuối cùng một dây thần kinh. Chỉ chốc lát sau, hắn phát ra một tiếng vô cùng là hoảng sợ thét chói tai. Diệp Thần không phải là người, là địa ngục ma quỷ. Người, đối với mình không cách nào hiểu hiện tượng, nhất là sợ hãi. Mà làm cái hiện tượng này, mang sát ý hướng ngươi đến gần lúc đó. Đem sẽ hoàn toàn phá hủy một người thần trí. Không nên tới à, Triệu Lôi một bên thét lên, một bên kéo bị thương nặng thân thể, bò về phía trước. Diệp Thần trên gương mặt, lần nữa lộ ra vậy tà tính nụ cười, quanh thân ma khí kinh người, tựa như đối với mình cái này cả người thương thế, hồn nhiên không thèm để ý, đi dạo sân vắng vậy, đi theo Triệu Lôi sau lưng. Ngô Hạnh Nhi nhìn Diệp Thần thân thể trọng thương, không nhịn được mang nức nở hô, Diệp Thần. Người thân thể. Ở mắt thấy Diệp Thần cùng huyết tộc thiếu chủ chiến đấu sau đó, nàng mặc dù biết, Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh mẽ được vượt quá tưởng tượng, cơ hồ xem là có thể chết mà sống lại vậy. Nhưng là, nhìn Diệp Thần kéo như vậy thương thế thân thể hành động, vẫn là cảm thấy từng cơn đau tim. Diệp Thần dừng chân một cái, hơi quay đầu đối với nàng đáp lại một cái ôn hòa mỉm cười. Sau đó, đem đếm viên thuốc đổ vào trong miệng ăn vào,
cường hóa dược lực ở luân hồi trong huyết mạch vận chuyển. Bất hủ thần thể và thần ma luân hồi quyết đồng thời vận chuyển. Diệp Thần ngực và bả vai, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang khôi phục. Diệp Thần cường đại sinh mệnh lực, ở dược lực dưới sự kích thích, hoàn toàn lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu chữa mình thân thể. Bị thương như vậy thế, phổ thông võ giả coi như có thể sống sót, vậy được ở đan dược điều dưỡng một chút, tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục đi. Mà Diệp Thần đâu? Ở ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong, liền dài ra xương cốt máu thịt, nhìn như, muốn không được bao lâu, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này mẹ hắn là thân thể gì? Vân Minh Tông các trưởng lão, tựa như thấy được một cái đang chậm rãi quật khởi siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Thần, ắt sẽ rung động toàn bộ linh võ đại lục. Nhìn Diệp Thần đang nhanh chóng khôi phục thân thể, Triệu Lôi hơn nữa kinh hoàng, hắn không phải không gặp qua các môn các phái cường đại thiên tài, thậm chí, bọn họ bay hàn dạy bí truyền đệ tử, hắn vậy tiếp xúc qua, bọn họ từng cái, đều là mạnh mẽ được không thuộc về mình yêu nghiệt tồn tại, thậm chí Triệu Lôi mình, đều là vô cùng là xuất sắc thiên tài. Nhưng là, càng loại này tầm mắt cực cao, kiêu ngạo tự phụ, từ đã cho là ở vào khu vực này đỉnh cấp thiên tài, gặp phải mình không cách nào hiểu sự việc lúc, liền vượt thì không cách nào giữ chấn định. Mà Diệp Thần, chính là Triệu Lôi hoàn toàn không cách nào hiểu tồn tại. Diệp Thần cân nhắc nhìn Triệu Lôi phản ứng, cười nói, ta nói qua, người biết là người đối với ta nói qua mỗi một chữ, hối hận. Bò sát ở giữa Triệu Lôi, đột nhiên ngưng động tác, chợt quay người lại, hướng về phía Diệp Thần giương tay một cái, thì phải phát động công kích, hắn mặc dù tâm thần đến gần tan vỡ, nhưng là, dẫu sao vẫn là đại phái xuất thân, cho dù ở đây tuyệt cảnh bên trong, cũng phải vồ lần trước vồ. Nhưng mà, còn không có cùng hắn chiêu thức thi triển, một đạo kim quang, liền từ trước mắt thoáng qua, Triệu Lôi nâng tay lên đau xót, làm hắn kịp phản ứng lúc, mình cái tay kia, đã hoàn toàn biến mất. Diệp Thần cười, khinh thường cười, phản kích. Mang tới, chỉ có nhiều hơn tuyệt vọng mà thôi. .. Triệu Lôi kêu đau một tiếng, nhưng vẫn không có buông tha, một quả cỡ nhỏ ngọc phù hiện lên, trôi lơ lửng ở Triệu Lôi trước người, hấp thu hắn trong vết thương xông ra máu, ngọc phù bể tan tành, ngay tức thì hóa là một đạo lôi điện đem bọc, hướng phương xa chạy trốn đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này Triệu Lôi, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thật đúng là không thiếu à. Bất quá, muốn từ trong tay hắn chạy khỏi, lại không có đơn giản như vậy. Diệp Thần thi triển trăm bước đuổi điện, ngay tức thì, giống vậy hóa là một đạo sấm sét màu vàng, hướng Triệu Lôi truy đuổi đi. Hắn sở dĩ cho Triệu Lôi chạy trốn cơ hội, một mặt, cũng không muốn ở Vân Minh Tông bên trong giết Triệu Lôi, cho tới liên lụy đến Vân Minh Tông. Dẫu sao, mặc dù cuối cùng Vân Minh Tông tông chủ không có là mình nói chuyện, nhưng là, hắn làm người, Diệp Thần vẫn là công nhận, hơn nữa, Ngô Hạnh Nhi tương lai, vậy phải tiếp tục ở Vân Minh Tông nội tu được đi xuống. Vậy Ngọc Phù cũng là một kiện dị bảo, giá trị tuyệt không có ở đây một quả thời không chi binh dưới, bao quanh Triệu Lôi sấm sét tốc độ cực nhanh, lại so thi triển trăm bước đuổi điện Diệp Thần, tốc độ còn nhanh hơn một đường. Bất quá, Diệp Thần lại không có quá lo lắng Triệu Lôi có thể chạy trốn, để cho Triệu Lôi quỳ xuống lúc đó, hắn cũng đã đem một tia dấu vết, ở lại Triệu Lôi trên mình, mà Triệu Lôi cuối cùng kích phát Ngọc Phù sấm sét, hiển nhiên là một kiện vật tiêu hao, luôn có dừng lại thời điểm. Khi đó, chờ đợi hắn, liền chỉ có ác mộng. Triệu Lôi trên người sấm sét, rốt cuộc ảm đạm xuống, rất nhanh, Triệu Lôi liền không thể không ở một ngọn núi rơi xuống, hắn hoảng sợ nhìn phía sau đang nhanh chóng tới gần sấm sét màu vàng, không muốn tiếp nhận điên cuồng lắc đầu nói. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ta cái này hộ thân linh sấm phù bảo, mặc dù là vật tiêu hao, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn thi triển có thể đến gần nửa bước tinh khiếu võ giả chui tốc à. Làm sao có thể bị một cái nửa bước hợp đạo cảnh võ giả đuổi kịp. Hắn liều mạng về phía trước chạy trốn trước, nhưng mà, cho dù sử dụng bùa hộ mạng bảo, đều không thể hoàn toàn hất ra Diệp Thần, lấy hắn bây giờ thân thể, lại có thể chạy đến nơi nào đi đâu. Diệp Thần rất nhanh, liền rơi xuống Triệu Lôi trước người. Triệu Lôi nhìn mang tàn khốc nụ cười, ngăn trở mình đường đi Diệp Thần, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sau đó, một tiếng, lại trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người.
hắn liều mạng hướng về phía Diệp Thần dập đầu, kêu khóc nói, ta sai rồi. Ta sai rồi, không nên giết ta à? Ngươi sai rồi, Diệp Thần không nhịn được cười nhạo một tiếng, lỗi gì? Triệu Lôi run rẩy nói, ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, lại tạm thời không có đối với Triệu Lôi động thủ. Triệu Lôi thấy vậy, trên mặt sinh ra vẻ vui mừng, Diệp Thần không có ra tay, vậy thuyết minh, mình còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc ung dung liền một phần, tiếp tục nói, ta dẫu sao là Bay Hàn dạy đệ tử chân truyền, tương lai còn có tấn thăng bí truyền có thể. Hơn nữa, ta vẫn là Linh Vũ Triệu thừa kế người nhà, ta biết, người lai lịch không đơn giản. Nhưng là, người xác định, có thể đồng thời đối mặt hai cái đại thế lực cừu hận. Diệp Thần cười nói, ngươi như thế nói, cũng có đạo lý. Triệu Lôi sắc mặt vui mừng nồng hơn, mặc dù còn quỳ xuống đất, nhưng là lưng nhưng dần dần thẳng tắp, hắn tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này đến đây chấm dứt, ta biết tiềm lực của ngươi vô hạn, sẽ không lại mạo hiểm đắc tội ngươi. Như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể trở thành đồng minh. Không, phụ thuộc. Ta đem trở thành người phụ thuộc, không nói Bay Hàn dậy, tương lai Triệu gia, khẳng định ở ta nắm trong tay bên trong. Có ta trợ giúp, đối với người tương lai, tuyệt đối sẽ sinh ra nhất định hiệu ích. Triệu Lôi khẩn trương nhìn Diệp Thần, nhưng mà, Diệp Thần nhưng chỉ là mặt mỉm cười, nhưng không có lên tiếng, Triệu Lôi lòng, lại dần dần xách lên. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng cái gì tựa như, đem mình túi đựng đồ gỡ xuống. Ném tới Diệp Thần trước mặt nói, ta cũng quên, đây là ta lần này thất lễ, dùng để bồi tội lễ vật, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý thả qua ta, ta trở về sau đó, nhất định sẽ đáp lại lễ trọng. Có cái gì mong muốn, có thể cứ việc đề ra, ta Triệu gia, vẫn là có chút của cải, đây cũng tính là ta nguyện ý trở thành phụ thuộc một chút thành ý. Phụ thuộc, Diệp Thần đột nhiên chân mày khều một cái, nhìn Triệu Lôi. Triệu Lôi đầu thấp hơn một phần. Có chút sợ hãi nói, không sai, phụ thuộc, trung thành phụ thuộc. Hắn bây giờ, muốn hết tất cả biện pháp, trước đem Diệp Thần ổn định, chỉ cần hắn có thể có cơ hội về nhà, như vậy, phải như thế nào đối phó Diệp Thần, có thể thảo luận kỹ hơn. Ngươi xứng sao, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Cái gì, Triệu Lôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hắn mới vừa rồi thật giống như nghe được cái gì, cũng không dám tin tưởng. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Gần từng chữ một ta, nói, ngươi, phối, sao? Xứng sao? Triệu Lôi trợn to hai mắt, cho tới bây giờ, không có ai, dám đối với hắn nói như vậy qua. Không muốn biết bao nhiêu người, dồn hết sức lấy lòng hắn, muốn leo lên Triệu gia và Bay Hàn dậy, đừng nói là phụ thuộc, muốn trở thành hắn người làm, cũng không biết có nhiều ít. Nhưng mà, bây giờ hắn chủ động, muốn thành là Diệp Thần phụ thuộc. Diệp Thần nhưng hỏi hắn, xứng sao? Nếu như đây không phải là khuất nhục, còn có cái gì là khuất nhục? Nhưng là, bây giờ khuất nhục, đã không phải là Triệu Lôi nơi để ý. Từ hắn quỳ xuống lúc đó, liền đã sớm từ bỏ tự ái, chân chính để cho hắn rơi vào hỗn loạn là, hắn bây giờ, đã rõ ràng. Diệp Thần, hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn. Bóng mờ tử vong, hoàn toàn bao phủ hắn. Triệu Lôi trong lòng, dâng lên vô cùng là mãnh liệt hối hận, đúng như Diệp Thần nói như vậy, hắn hối hận và Diệp Thần nói mỗi một chữ. Diệp Thần thân hình động một cái, hung hăng đem Triệu Lôi dẫm ở dưới chân, xem ngươi loại này tự phụ người, có gì tư cách làm ta phụ thuộc. Chính là làm một cái hạ người hầu, cũng không đủ. Còn nữa, Bay Hàn dậy lại coi là cái gì? Ta liền Linh Tiên Đế Cung và Hồn Điện cũng dám đắc tội, ngươi lại coi là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần trên chân dùng sức, ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Lôi cả người, liền bị đạp thành hư không. Giết chết Triệu Lôi sau đó, Diệp Thần thu hồi túi đựng đồ, liền quay trở về Vân Minh Tông bên trong. Nhìn Diệp Thần đến, những trưởng lão trong mắt, mơ hồ cũng mang theo một tia vẻ kính sợ. Bọn họ rõ ràng, Triệu Lôi, đã chết. Diệp Thần đối với Vân Minh Tông tông chủ nói, Triệu Lôi đã bị ta giết. Nếu là có người tìm tới cửa, để cho bọn họ tới Huyền Nguyệt Tông tìm ta là được. Nói xong, hắn trả lại cho Vân Minh Tông tông chủ một cái truyền âm ngọc phù, để cho hắn nếu như có cần có thể liên lạc mình. Vân Minh Tông tông chủ thấy vậy,
mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy ngọc phù. Kết giao Diệp Thần như vậy ở Huyền Nguyệt Tông địa vị không tầm thường, lại có vô hạn tiềm lực thiên tài, đối với Vân Minh Tông, tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần lại nói, còn có một chuyện, ta muốn tạm thời mang Hạnh Nhi hồi Huyền Nguyệt Tông, để tránh chịu lôi thế lực đối với nàng làm gì, xin Tông chủ cho phép. Vân Minh Tông Tông chủ cười nói, cái này tự nhiên, coi như ngươi không nói, ta vốn cũng muốn để cho ngươi tạm thời mang Hạnh Nhi. Ngô Hạnh Nhi có chút lo âu nói, như vậy, biết hay không không tiện. Diệp Thần cười nói, yên tâm, hôm nay ta ở Huyền Nguyệt Tông địa vị đã bất đồng. Diệp Thần trở lại Huyền Nguyệt Tông, đem Ngô Hạnh Nhi giao cho Tử Ngưng, cũng nói sơ lược nguyên do. Tử Ngưng mặc dù có chút nhức đầu, nhưng cũng là hiểu. Sau đó, Diệp Thần trở lại trong phòng của mình, đột nhiên nôn một tiếng khạc ra búng máu tươi lớn, thân hình hắn lay động một cái, lộ vẻ chút té ngã trên đất. Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, tiếp liền hai lần đại chiến siêu cường đối thủ, cho dù hắn có thần lột xác thuật, và siêu cường thân thể, cũng khó tránh khỏi để lại nội thương. Nếu không phải thật tốt điều chỉnh một phen, thật có khả năng muốn rơi xuống cảnh giới. Lúc này, Diệp Thần ngồi xếp bằng, chung quanh dịch hóa thiên địa linh khí, lập tức giống như bay Nga tấn công hỏa nhất vậy, tràn vào Diệp Thần thân thể bên trong. Mà Diệp Thần, thì lấy thần ma luân hồi quyết điều khiển, ở nơi này linh khí khổng lồ tư bổ hạ, phối hợp trong cơ thể còn sót lại dược lực, bắt đầu tu bổ mình thân thể. Một ngày một đêm sau đó, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tử mang chớp mắt, thần quang chạm chạm, lần nữa khôi phục được trạng thái tột cùng. Hắn tu vi, vậy cuối cùng vững chắc. Sau đó, Diệp Thần lấy ra vậy cái được từ huyết tộc thiếu chủ xương sườn. Cái này cái xương sườn, giống như cao cấp nhất ngọc trắng vậy trong sáng, tựa hồ không có một tia tạp chất, nếu có thể ở Diệp Thần dưới sự công kích hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên cũng không đơn giản. Từ đạt được sau đó, Diệp Thần liền đối với vật này rất là tò mò, bây giờ rốt cuộc có cơ hội tìm tòi kết quả. Lúc này, Diệp Thần đem thần niệm thấu vào xương sườn bên trong, bỗng nhiên gian, hắn trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nửa ngày sau, Diệp Thần mới lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ ánh sáng. Cái này xương sườn, cũng không phải là huyết tộc thiếu chủ trời xanh, mà là một kiện dị bảo. Vượt qua xa thời không chi binh. Huyết tộc kia thiếu chủ đã từng là một người cực kỳ cường đại tồn tại, một khi tiếp xúc tới tinh khiếu cảnh, bất kỳ tồn tại cũng sẽ sinh ra biến chất, thật khó giết chết, máu này tộc thiếu chủ, huyết mạch cũng coi là vô cùng là cường đại. Cho nên, cho dù là ban đầu và hắn đối chiến vị kia tồn tại, cũng không có quá tốt thủ đoạn có thể đem chi tiêu diệt, không thể làm gì khác hơn là sử dụng cái này dị bảo, đem chi đánh vào huyết tộc thiếu chủ trong cơ thể, cũng hóa ra một mảnh không gian, đem phong ấn. Lấy cái này dị bảo, hoàn toàn phai mờ hắn cảnh giới biến hóa, cũng đem lực lượng cường đại hóa giải, thai sinh ra các loại yêu thú, lấy này, để đạt tới tiêu diệt hắn mục đích. Theo thời gian trôi qua, huyết tộc thiếu chủ lực lượng, quả thật bị phai mờ được xong hết rồi, nếu không, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực vậy rất khó đem chi hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà, mặc dù huyết tộc thiếu chủ lực lượng cơ hồ bị phai mờ hầu như không còn, nhưng là, vậy phiến phong ấn không gian, vậy bắt đầu xuất hiện không yên, cuối cùng, không biết cái này phong ấn không gian thực tế công dụng lưu tú, vì cho Triệu Lôi chế tạo cơ hội, phá hư không gian ổn định, đem Ngô Hạnh Nhi giam ở trong đó đồng thời, cũng để cho máu này tộc thiếu chủ, có cơ hội thoát khốn ra. Nếu có thể phong ấn như vậy tồn tại, cái này không biết tên xương sườn, dĩ nhiên là một kiện cường đại dị bảo. Đi qua cái này nửa ngày hiểu, Diệp Thần, vậy rốt cuộc nắm giữ luyện hóa cái này dị bảo phương pháp, bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ có thể điều động dị bảo một tia uy năng mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lúc này bắt đầu luyện hóa dậy cái này khiết trắng xương sườn, cũng đem mệnh lệnh tên là Phong Linh Xương Sườn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa khẽ chấn động. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh lại trực tiếp chạy đi ra. Chính là Tiểu Hoàng. Lần trước đại chiến, Tiểu Hoàng bản thân liền mang theo tổn thương. Mặt khác, Tiểu Hoàng và huyết long như nhau huyết mạch cực kỳ đặc thù, nếu là bị linh võ đại lục cường giả đứng đầu phát hiện, tất nhiên nguy cơ. Cho nên Diệp Thần rất ít kêu gọi Tiểu Hoàng giúp mình. Bây giờ Tiểu Hoàng đi ra, rõ ràng thương thế tốt lắm hơn nửa.
hơn nữa trên mình lại lưu chuyển một tia tiến hóa hơi thở. Tiểu hoàng đi tới Diệp Thần bên người, dùng vậy lông xù thân thể cả Diệp Thần, tựa hồ đang lấy lòng. Diệp Thần đem tiểu hoàng ôm vào trong ngực, cười nói tiểu hoàng, thế nào? Tiểu hoàng không nói gì, mà là trơ mắt nhìn cây kia xương sườn. Diệp Thần tự nhiên rõ ràng liền cái gì, hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không muốn ăn vật này chứ? Tiểu hoàng nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phương hướng, như chỉ tuyết. Diệp Thần ngẩn ra, theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn, không có bất kỳ người. Mà trong tay xương sườn nhưng là biến mất không gặp. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đã cách mình rất xa tiểu hoàng, nói, ngươi cũng học biết gạt người. Tiểu hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, chủ nhân, cái này xương sườn đối với ta rất trọng yếu, có thể hay không luyện hóa cho ta. Diệp Thần liếc một cái tiểu hoàng, đi theo ta lâu như vậy, ngươi xấu hổ cái gì, ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Đúng rồi, cái này xương sườn đối với ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì Diệp Thần cảm giác được tiểu hoàng kích động. Trước đó chưa từng có kích động. Tiểu hoàng không để ý tới sẽ Diệp Thần, một hớp nuốt vào xương sườn. Quanh thân lóe lên ánh sáng sáng chói. Một đầu kinh khủng hung thú hư ảnh lại đang tiểu hoàng trên mình hiện lên. Đây mới thật là thượng cổ sư ma chiến thần. Mà giờ khắc này, bên ngoài trời, đã thay đổi. Một cổ cực hạn màu máu bao phủ Thương Lam Thiên. Tựa như tà ma hạ xuống, lại tựa như viễn cổ sống lại. Huyền Nguyệt Tông bên ngoài lại mơ hồ hạ xuống một đạo kinh khủng mây sấm. Thiên địa chấn động, Diệp Thần động phủ lại dũng động cực hạn vòng xoáy. Đồ gỗ nội thất toàn bộ vỡ vụn. Trận pháp mơ hồ muốn sụp đổ. Hơi thở này, thậm chí liền Diệp Thần đều cảm giác được khó chịu. Bất hủ thần thể hắn, lại cảm thấy uy áp ở biến dạng mình ra. Hắn ngưng mắt nhìn tiểu hoàng, nghiêm túc nói, tiểu hoàng, đây rốt cuộc là cái gì à? Hồi lâu, tiểu hoàng ngẩng đầu lên. Vậy dị đồng tản ra cực hạn quang. Chủ nhân, cái này xương sườn, là ta bản thể một cây xương sườn. Đó là thượng cổ sư ma chiến thần một cây xương sườn à? Diệp Thần nghe được thượng cổ sư ma chiến thần xương sườn hơi ngẩn ra. Hắn biết cái này xương sườn đặc thù. Nhưng căn bản không nghĩ tới cái này sẽ là thượng cổ sư ma chiến thần à. Đây chính là tiểu hoàng huyết mạch căn nguyên. Vậy cường giả tại sao phải dùng vật này phong ấn huyết tộc thiếu chủ? Bất quá thay đổi ý nghĩ một chút, thế gian cũng chỉ có như vậy tồn tại mới có loại này nghịch thiên uy năng. Hắn nhìn tiểu hoàng quanh thân dũng động hơi thở, lại nhìn mình tê liệt quần áo, không biết làm sao lắc đầu một cái. Nếu như không phải là bản thân có bất hủ thần thể, chỉ sợ sớm đã hóa là xương máu. Cũng không biết tiểu hoàng cắn nuốt cái này xương sườn, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ngoại giới thương khung biến sắc. Lần này tiểu hoàng gây ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Sợ rằng phải không được bao lâu Huyền Nguyệt Tông liền sẽ có người tới hỏi tới. Phiền phức lớn. Tiểu hoàng, ngươi cần ta làm gì? Loại trạng thái này ngươi phải kéo dài bao lâu? Diệp Thần quan tâm nói. Còn như chuyện khác, hắn không quan tâm. Tiểu hoàng vậy đỏ xanh dị đồng tản ra quỷ dị ánh sáng, chung quanh không gian mơ hồ muốn biến dạng. Nó nhìn phía xa Diệp Thần, nói ta phải mau sớm luyện hóa cái này xương sườn, người nghĩ biện pháp giúp ta che đậy hơi thở, giúp ta ngăn trở. Ta bây giờ tiến vào luân hồi mộ địa cũng không dùng. Nói xong, tiểu hoàng thân thể liền phơi bày một đạo cổ quái hình dáng. Vậy quanh thân trên thượng cổ sư ma chiến thần hư ảnh vậy nhắm mắt. Diệp Thần nhìn một cái tiểu hoàng, con người ngưng trọng. Che đậy hơi thở. Cái này dị động cũng lớn như vậy, làm sao còn che đậy à? Nói thế nào đi nữa cũng phải cùng hắn thương lượng một chút à? Cố nhiên trong lòng có chút than khổ, nhưng là Diệp Thần vẫn là lấy ra mấy cái thời không chi binh và huyền thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này là ngự thú linh thần nói tới. Hắn không xác thực định có thể hay không che đậy. Chỉ có thể thử một lần. Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết, cố nén động phủ khí lưu tổn thương, lấy quanh thân linh lực, vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Đồng thời không chi binh và huyền thạch đồng loạt bắn ra một đạo quang. Ánh sáng hội tụ ở một chút, tạo thành một đạo cổ xưa trận pháp.
Lăng Thiên Phong ma trận. Nhưng mà trận pháp mới vừa hội tụ. Tiểu Hoàng không biết là không phải chiếm đoạt truyền tới đau đớn, một tiếng giống giận, lại trực tiếp đem trận pháp vỡ vụn. Ầm. Diệp Thần bay rớt ra ngoài, hung hãn nện ở hang động trên. Lý Nghị hiển nhiên là nghe được động tĩnh bên trong, ở bên ngoài dò hỏi, Diệp Sư Huynh, người có tốt không? Diệp Thần chật vật đứng dậy, trả lời, không có sao. Nói xong, hắn lau sạch máu tươi trên khóe miệng hướng Tiểu Hoàng từng bước một đi tới. Thời khắc này Tiểu Hoàng trên mặt viết đầy thống khổ. Hiển nhiên, luyện hóa xương sườn kia, rất mệt khó khăn. Loại đau khổ này, Diệp Thần trong lòng không đành lòng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng thay thế chịu đựng. Hắn rõ ràng Tiểu Hoàng chiếm đoạt cái này xương sườn nguyên nhân. Tiểu Hoàng muốn giúp mình. Ở Côn Lôn Hư, Tiểu Hoàng lần lượt là mình xuất chiến, hai người bây giờ giống như là hình bóng không rời đồng bạn. Tới Linh Võ Đại Lục, Diệp Thần đối mặt kẻ địch cũng quá mạnh mẽ, Tiểu Hoàng có chút lực bất tòng tâm. Diệp Thần không hy vọng Tiểu Hoàng bị thương, càng không hy vọng Tiểu Hoàng trên người bí mật bị người có lòng phát hiện, hắn lựa chọn yên lặng bảo vệ. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, ở thông linh Tiểu Hoàng trong mắt, chính là tự thân không đủ tư cách. Bây giờ, Tiểu Hoàng muốn có phần này tư cách, tiếp tục bảo vệ mình. Tiếp tục vì giữa bọn họ tín ngưỡng mà chiến. Cho nên, nó bỏ mặc bất kỳ giá nào, cũng phải chiếm đoạt cái này xương sườn. Cho dù là chết, Diệp Thần từ từ hướng co giúp Tiểu Hoàng đến gần. Tiểu Hoàng đang run, tựa như đưa thân vào vô tận hàn băng. Hàn băng ý lấy Tiểu Hoàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Rất nhanh, Diệp Thần động phủ tựa như trở thành một tòa băng cung. Coi như Diệp Thần không hề mục nát thần thể, cũng khó tránh khỏi đông toàn thân tím bầm, hắn chân mày đều là hàn xương. Tiểu Hoàng tựa hồ nghe được tiếng bước chân. Chật vật mở mắt ra, yếu ớt thanh âm nói, không nên tới. Không muốn. Nó biết, Diệp Thần một khi đến gần, sẽ bị thương. Thương rất nặng. Cái này xương sườn lực lượng ẩn chứa lực lượng, tới từ thượng cổ. Bởi vì nó và xương sườn giữ liên lạc, xương sườn tổn thương sẽ giảm thiểu một nửa. Nhưng là nếu như Diệp Thần tới, vậy nó liền phải chịu đựng 100% lực lượng à. Chủ nhân, không nên tới. Để cho ta một người vác, ta có thể, thật có thể. Tiểu Hoàng yếu ớt thanh âm vang lên. Nó ở cắn răng kiên trì, đau đớn cơ hồ cắn nuốt nó. Nó cảm giác trong cơ thể tựa như vô số cường giả tự bạo. Đây cũng là giá phải trả. Nhưng mà Diệp Thần còn đang đến gần. Diệp Thần thân xác đã bị hàn băng đâm ra từng đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn áo khoác đỏ bừng, giống như một cái người máu. Trận pháp không được, Diệp Thần chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Hắn nhìn cơ hồ bị hàn xương và gió tuyết bao trùm run rẩy đạo thân ảnh kia, hắn khó chịu. Người bên người, như vậy là mình. Hắn vừa có thể làm gì? Hắn Diệp Thần, có tài đức gì à? Tiểu Hoàng trong cơ thể rối loạn lực lượng, lần nữa bùng nổ, vô số điện hồ và thần lôi tràn ngập. Diệp Thần thân thể lần nữa bị đẩy lui. Mấy ngụm máu tươi khạc ra. Sắc mặt sát trắng. Huyết ma kiếm, đi ra. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, canh kim khí và vô thượng ma khí cuộn sạch. Huyết khí thập phương thuật, nhân vương hộ phù hộ. Sáu cái thần vương đạo, đạo lực, mở. Bất hủ, cho ta ngăn cản. Gầm thét tiếng vang khắp. Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, một kiếm cắm trên mặt đất, di chuyển thân thể hướng Tiểu Hoàng đến gần. Tiểu Hoàng quá lạnh, thân thể thậm chí mơ hồ có chút cứng ngắc. Cái này xương sườn lực lượng vượt xa Tiểu Hoàng bây giờ. Nếu như chiếm đoạt, giá phải trả to lớn. Tại sao? Tại sao Tiểu Hoàng muốn liều mạng như vậy? Diệp Thần khoảng cách Tiểu Hoàng chỉ có 5 mét. Hắn thấy Tiểu Hoàng trong mắt khép hờ lưu lại giọt lệ. Thượng cổ hung thú, vậy sẽ rơi lệ. Chuyện cũng như giống như thủy triều vọt tới. Ngày hôm đó, luân hồi mộ địa dị động, một đầu Côn Lôn Hư yêu thú dị biến. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức biết Tiểu Hoàng. Vậy Mao Nhung Nhung, ánh mắt như nước trong veo đang tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi là Tiểu Hắc, vẫn là nói Tiểu Hoàng. Mà trước mắt Mao Nhung Nhung vật nghe được Tiểu Hoàng hai chữ, nhưng là có chút tức giận, tựa như bị vũ nhục vậy.
ánh mắt thậm chí mang một tia sát ý. Được rồi, bỏ mặc ngươi biến thành màu gì, cái gì lớn nhỏ, không có xảy ra việc gì thì tốt nhất, ta cũng sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Chỉ tiếc, nguyên bản ngươi còn có thể tác chiến mấy phần, bây giờ nhìn lại, hẳn không thể nào. Sau này, liền kêu ngươi tiểu hoàng đi. Ngày hôm đó, tiểu hoàng không tiếc bất cứ giá nào, đứng dậy, là Diệp Thần ngăn cản kính thủy tiên sinh trận pháp nhất kích. Tiểu hoàng, ngươi mau trở lại, lực lượng này ngươi không chống đỡ nổi. Có một khắc như vậy, Diệp Thần sợ tiểu hoàng rời đi. Nhưng là gần đây cao lãnh tiểu hoàng nhưng đối với Diệp Thần tách ra đặt một cái mặt mày vui vẻ. Sau đó, lấy thế lôi đình, cắn nuốt vậy đạo tất cả mọi người đều không cách nào ngăn cản trận pháp cự thú. Ngày hôm đó, trấn đan hư. Tiểu hoàng lấy nhu nhược thân thể đối kháng thôi ra lão tổ, rơi vào hôn mê. Nó tận lực. Nó cuối cùng ngã xuống Diệp Thần trong ngực. Hôn mê một khắc cuối cùng, cũng là khàn cả giọng để cho Diệp Thần đi đan hư tháp. Nó cố nhiên là yêu thú thân, nhưng thắng được rất nhiều người. Nó nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ bên người Diệp Thần. Không tiếc hết thảy. Chuyện cũng như nước thủy triều vào tới. Diệp Thần trong mắt ướt át, hắn dùng toàn lực chĩa vào tiểu hoàng cắn nuốt cây kia xương sườn vô tận uy áp, một kiếm tiếp theo một kiếm đâm vào mặt đất, di chuyển thân thể. Trên người hắn máu không ngừng dòng nước chảy. Đây là nghịch thiên cử chỉ. Tiểu hoàng, chờ ta. Mà giờ khắc này tiểu hoàng đã không có chi giác. Không biết sống chết. Cái này 5 mét, ở bình thường, bất quá là Diệp Thần một hơi thở thời gian. Nhưng là giờ phút này, nhưng giống như vĩnh hằng. Diệp Thần cố nhiên thương thế thật mệt mỏi, nhưng trong mắt nhưng viết đầy kiên định. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc đi tới tiểu hoàng bên người. Hắn quá mệt mỏi. Thân thể trực tiếp ngã xuống. Hắn để ý thức mơ hồ đang lúc ôm lấy tiểu hoàng, muốn cho nó một tia thuộc về mình vuốt ve. Tiểu hoàng cảm giác được cái gì, nó không cách nào mở mắt ra, nội tâm nó đang gầm thét. Nó thể muốn luyện hóa cái này đáng chết xương sườn. Nháy mắt tức thì, cuồng bạo khí lưu phun trào, ánh sáng 7 màu bắn ra 4 phía. Hư ảnh kia giống như một đầu sư tử đực đang nộ hống. Một đầu hùng sư ngủ say tựa như thức tỉnh. Mà Diệp Thần cũng không biết hết thảy các thứ này. Hắn trong túi một khối màu đen đá bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một tia căn nguyên lực hội tụ đến Diệp Thần và tiểu hoàng trong thân thể. Rất lực lượng nhu hòa. Xương sườn kia mạnh mẽ viễn cổ lực ở chạm được lực lượng này, lại mơ hồ ở lùi bước. Ánh sáng dần dần ảm đạm. Băng tuyết hòa tan. Băng cung khôi phục hang động. Hết thảy bình tĩnh. Mà giờ khắc này, bên ngoài Huyền Nguyệt Tông nổ tung nồi. Tử Ngưng, Thương Dạ, Tần trưởng lão, Gia Cát Dương, Tiêu trưởng lão, Liên Can trưởng lão các loại, trừ Bế Quan Thái Thượng trưởng lão, cũng đi tới Diệp Thần động phủ trước. Dị tượng quá lớn. Bọn họ căn bản không có thể làm không thấy được à. Thương Dạ nhìn về phía Tử Ngưng, hỏi, lớn như vậy dị tượng, Tử Ngưng, chẳng lẽ Diệp Thần đột phá? Hắn trước cảnh giới gì? Tử Ngưng trả lời, nửa bước hợp nói. Thương Dạ chau mày, dù là bước vào vận may cũng hoặc là tinh khiếu cảnh, cũng không khả năng có dị tượng như thế à. Hơn nữa trong hang động này mơ hồ truyền tới yêu thú gầm thét. Yêu thú này gầm thét thậm chí để cho bọn họ cảm thấy một tia uy hiếp. Diệp Thần rõ ràng là tộc người. Tại sao sẽ xuất hiện yêu thú này thanh âm? Gia Cát Dương bước ra một bước. Đối với Thương Dạ nói, trưởng môn, cái này dị tượng, động tĩnh bên ngoài liền khổng lồ như vậy. Bên trong sợ rằng nguy hiểm hơn. Diệp Thần sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta có phải hay không nên đi vào xem. Thương Dạ do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, Diệp Thần nhưng là phải đại biểu Huyền Nguyệt Tông tham gia Thăng Long thi đấu. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trong này lực lượng, ta cũng không nhất định có thể chịu đựng ở, hắn rất có thể xảy ra chuyện. Ta phải đi vào xem. Nói xong, Thương Dạ liền thi triển pháp bảo, chuẩn bị bước vào. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên, ta học trò tu luyện, các ngươi đi vào xem náo nhiệt gì. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt biến sắc. Thái Thượng trưởng lão Bạch Trấn Đường tới. Bạch Trấn Đường ở Huyền Nguyệt Tông thân phận, có thể không bình thường. Cố nhiên nhìn như phổ thông.
nhưng thực thì bàn về quyền lợi và đối với Huyền Nguyệt Tông biết rõ, Bạch Chấn Đường so Thái Thượng Trưởng Lão Long Cũng Thiên còn muốn sâu. Tử Ngưng cũng là đi tới Bạch Chấn Đường trước mặt, lo lắng nói, sư phụ. Sư đệ nên làm cái gì? Bạch Chấn Đường sâu đậm nhìn một cái động phủ, không để ý tới sẽ mọi người, trực tiếp bước vào. Làm hắn đi tới bên trong, chính là cảm giác được rối loạn năng lượng. Hắn mày trắng khều một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn chỗ sâu, đột nhiên hơi biến sắc mặt, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn thấy được một đôi mắt. Hắn rất rõ ràng, đó là một đầu tới từ viễn cổ hung thú ánh mắt. Cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có trưởng thành lại có một tia yếu ớt, nhưng là mình nếu là vào thời khắc này đến gần, vậy hung thú tất nhiên sẽ xuất thủ. Không tiếc bất cứ giá nào. Đây là hộ chủ biểu hiện. Xem ra, ta thu học trò, không thể cứu vãn được à. Bạch Chấn Đường đi ra bên ngoài, phất phất tay, hướng mọi người nói, mọi người tản ra đi, Diệp Thần không ngại, cho hắn một ít không gian đi. Còn nữa, chuyện này, không cho phép tiết lộ cho người bất kỳ. Cho dù là chí thân, vậy không được tiết lộ. Người vi phạm, ta sẽ đích thân thu hồi Huyền Nguyệt Tông cho hắn hết thảy. Uy hiếp trắng trợn. Huyền Nguyệt Tông mọi người trong lòng có vô số nghi ngờ, nhưng là Bạch Chấn Đường cũng nói chuyện, chỉ có thể trực tiếp rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác được cái gì, mở mắt ra, hắn phát hiện hết thảy trở về bình tĩnh. Tiểu Hoàng. Diệp Thần theo bản năng đi tìm Tiểu Hoàng bóng người. Nhưng phát hiện căn bản không có. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng không chịu nổi lực lượng, hóa thành hư vô? Ngay tại hắn cuống cuồng lúc đó, một giọng già nua vang lên, không cần tìm, tên kia ở luân hồi mộ địa. Thanh âm này, vô cùng xa lạ. Diệp Thần vội vàng tiến vào luân hồi mộ địa, phát hiện một khối mộ bia lại lóe lên ánh sáng yếu ớt. Rõ ràng cho thấy có thể dẫn động. Bất quá Diệp Thần bây giờ đối với mộ bia không có bất kỳ hứng thú, hắn để ý là Tiểu Hoàng. Hắn nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện luân hồi mộ địa bầu trời lơ lửng một cái hình cầu cực lớn. Hình cầu tràn đầy năng lượng. Một xanh một đỏ. Giống như âm dương bát quái đồ. Diệp Thần biết cái này một xanh một đỏ đại biểu Tiểu Hoàng dị đồng. Mấu chốt, tại sao Tiểu Hoàng sẽ biến thành như vậy? Ngay tại lúc này, vậy mộ bia rốt cuộc lại truyền tới một giọng nói, tên kia cắn nuốt thượng cổ sư ma xương sườn, tự nhiên muốn trọng tố thân xác. Nếu như ta không đoán sai, vậy đứa nhỏ trước khi thân xác cấp bậc rất thấp đi, hiển nhiên không xứng với vậy thượng cổ sư ma huyết mạch. Thật đúng là kỳ quái, nó thấp như vậy cấp thân xác lại vẫn là luyện hóa xương sườn kia. Cái này ở linh võ đại lục trên lịch sử, chưa bao giờ nghe. Có chút ý tứ. Diệp Thần lúc này mới đưa mắt rơi vào trên mộ bia, nói tiền bối, Tiểu Hoàng phải bao lâu thân xác mới có thể trọng tố thành công. Vậy mộ bia truyền tới thanh âm mờ ảo, sẽ không quá lâu. Tiền bối kia lại xưng hô như thế nào? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà vậy mộ bia nhưng là sang sảng cười một tiếng, ta chỉ bất quá bị ngươi và yêu thú kia hành vi cảm động mấy phần, tùy ý hỏi mấy câu, còn như ta danh hiệu, liền không cần biết. Dứt lời. Mộ bia liền rơi vào thật lâu yên lặng. Diệp Thần nhìn một cái đỏ xanh quang cầu, thở ra một hơi. Tiểu Hoàng sống sót liền tốt. Bây giờ hắn phải làm chính là chờ đợi Phượng Hoàng Niết Bàn, phá kén sống lại một khắc kia. Thăng Long thi đấu lập tức muốn bắt đầu, ta cũng nên chuẩn bị một phen. Diệp Thần nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Sau một tuần, ngồi xếp bằng ở trong phòng đá Diệp Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, cả người khí thế nội liếm, không chút nào tản ra, đây là hắn đem người điều chỉnh đến một loại vi diệu trạng thái tột cùng lúc biểu hiện. Tiếp theo, Diệp Thần liền đi ra động phủ, hướng Huyền Nguyệt Tông Đại Điện đi tới, nơi này, đã có mấy đạo thân ảnh tồn tại. Tử Ngưng, Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Chấn Đường, Thái Thượng Trưởng Lão Duẫn Triệt, Cao Ngạo Thiếu Nữ Duẫn Mính, Thương Dạ, đều ở chỗ này. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt. Duẫn Mính cũng ở nơi đây. Hơn nữa, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, Duẫn Mính khí tức cường đại liền mấy phần, xem ra, lần này và hắn cùng nhau tham gia Thăng Long thi đấu, một người trong đó, chính là nàng. Thương Dạ nói, tốt lắm, người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Diệp Thần sững sốt một chút,
hỏi, không phải có ba cái số người sao? Tử Ngưng cười nói, Long Huyền không có thể trở thành bí truyền, bất quá hắn thông qua linh huyết thực tập, Long Thái Thượng đã mang hắn đi dị tộc, để cho dị tộc ở giữa cường giả tiến cử hắn tham gia tỉ thí. Mà chúng ta Huyền Nguyệt Tông, mặc dù có ba cái số người, bất quá, cũng không phải là mỗi một giới thi đấu, cũng sẽ góp đủ tham gia thi đấu nhân số, hơn nữa Thăng Long thi đấu cực kỳ nguy hiểm. Có lúc, cho dù trở thành bí truyền đệ tử, nếu như chúng ta cảm thấy tên đệ tử này thực lực còn chưa đủ, cũng sẽ không để cho hắn tham gia làm giới thi đấu, mà là chậm lại tham gia, dẫu sao, Thăng Long thi đấu là vô cùng là nguy hiểm. Duẫn Mính nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, nàng mặc dù so Diệp Thần sớm hơn trở thành bí truyền đệ tử, tông môn lại không có để cho nàng tham gia trước khi thi đấu, hẳn là bởi vì nàng thực lực còn chưa đủ. Lúc này, Bạch Chấn Đường nhìn Diệp Thần ánh mắt, đột nhiên bắt đầu hơi lóe lên, đối với Diệp Thần hỏi, thằng nhóc, người bây giờ cảm giác như thế nào? Ngày đó dị tượng có yêu thú gầm thét truyền tới, sợ rằng và ngươi luyện hóa kỳ lân máu tươi có liên quan đi. Lời vừa nói ra, những thứ khác mấy người, trừ Duẫn Triệt bên ngoài, đều là hơi lộ vẻ xúc động. Dẫu sao ngày đó dị tượng, để cho bọn họ vô cùng rung động. Còn như bên trong chuyện gì xảy ra, trừ Bạch Chấn Đường trở ra, bọn họ căn bản không biết. Liên liên vốn là tựa hồ đối với Diệp Thần bất thiết nhất cố Duẫn Mính, đều nhìn về Diệp Thần, trong đôi mắt to mang vẻ hiếu kỳ. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn một cái Bạch Chấn Đường, hắn mơ hồ cảm giác Bạch Chấn Đường cố ý như thế nói. Xem ra ngày đó tiểu hoàng dị tượng chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Còn như yêu thú gầm thét dùng vậy kỳ lân máu tươi che giấu, ngược lại cũng không tệ, vì vậy, Diệp Thần cười nói, sư tôn con mắt tinh tường như đuốc. Bạch Chấn Đường gật đầu một cái, mặc dù không có nói gì, nhưng là hiển nhiên đối với Diệp Thần tên đệ tử này khá là hài lòng, liền liền Duẫn Triệt cũng mặt lộ ôn hòa mỉm cười, nhìn Diệp Thần tán dương, được, Diệp Thần, lão Bạch thu ngươi như thế cái đổ đệ tốt, chúng ta Huyền Nguyệt Tông, quật khởi có khả năng à. Diệp Thần mỉm cười nói, Thái Thượng trưởng lão quá khen. Còn không cùng Duẫn Triệt nói gì, một bên Duẫn Mính, liền bất mãn hừ lạnh nói, có gì đặc biệt hơn người, hai loại linh huyết mà thôi, tu vi vẫn là thấp như vậy, mới nửa bước hợp nói, đến Thăng Long thi đấu trên, có thể đừng cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông mất thể diện. Duẫn Triệt mặt lộ vẻ cười khổ, trừng mắt một cái Duẫn Mính nói, trà nhi không cho phép nói bậy. Diệp Thần vẫn mặt mỉm cười, hoàn toàn không đưa cái này bị cưng chiều xấu cô gái nhỏ nói làm một lần chuyện, ngược lại cười cợt một câu, à. Duẫn sư tỷ thật giống như đối với ta rất quan tâm dáng vẻ. Duẫn Mính nghe vậy sững sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra xấu hổ vẻ, còn muốn nói điều gì cái gì, lại nghe được Bạch Chấn Đường quát một tiếng nói, chớ hổ nháo. Thương tiểu tử, thời gian xong hết rồi, mang bọn họ rời đi đi. Thương Dạ cung kính nói, ừ. Một giây kế tiếp, hắn liền dẫn Duẫn Mính và Diệp Thần đi lớn đi ra ngoài điện, đồng thời, như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thần một mắt, hắn luôn cảm giác ngày đó Diệp Thần động phủ tiếng truyền tới không phải kỳ lân máu tươi thanh âm, bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, dẫu sao Bạch Chấn Đường cũng lên tiếng. Có lẽ lần này, Diệp Thần ở Thăng Long thi đấu trên, sẽ đại biểu Huyền Nguyệt Tông, làm cho cả linh võ đại lục khiếp sợ vậy không nhất định. Ba người rời đi Huyền Nguyệt Tông, ở Bay Phượng bên trong thành ngồi phi thuyền, hướng linh võ đại lục một cái biên tùy thành nhỏ cực nhanh bước đi. Cùng thời khắc đó, Linh Tiên Đế Cung. Linh Vận từ trong tu luyện tỉnh lại. Nàng tu vi lại tinh tiến mấy phần, hơn nữa hôm đó tu vi rơi xuống thương thế vậy hóa giải mấy phần. Tỉnh. Một đạo thanh âm mờ ảo đột nhiên vang lên. Linh Vận hơi ngẩn ra, ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt đưa lưng về mình Hạ Linh Thu. Nàng lại không có nhận ra được Hạ Linh Thu ở gian nhà. Cung chủ, Linh Vận chỉ có thể cung kính nói. Hạ Linh Thu gật đầu một cái, khôi phục thế nào? Rất tốt, Linh Vận nhìn về phía cách đó không xa cổ xưa đá lớn, kích động nói. Nàng tu vi trước đây ở tạo hóa cảnh dừng lại quá lâu. Nhưng là bởi vì viên này đá lớn, nàng lại bước vào tinh khiếu cảnh. Hơn nữa tu vi cấp tốc leo lên. Nếu như không phải là Hạ Linh Thu đem vật này đặt ở nàng nơi này, nàng căn bản không có thể nhanh như vậy đạt đến thành tựu bây giờ. Hạ Linh Thu phát hiện cái gì, nhìn lướt qua đá lớn, nhàn nhạt nói, cái này đá lớn bày ở chỗ này, là ngươi lựa chọn,
mặc dù vật này có thể để cho ngươi tốc độ tu luyện tăng nhanh, vượt xa người bất kỳ. Nhưng là, ngươi có thể nhớ, ta và ngươi đã nói tác dụng phụ. Phong môn cảnh, chính là ngươi tu luyện điểm cuối. Người khác thật thà tu luyện, có lẽ có cơ hội bước vào thái hư cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Mà ngươi điểm cuối, cũng chỉ có phong môn cảnh. Linh Vận trong mắt mở đi mấy phần, nhưng vẫn là kiên định nói, thái hư cảnh đối với ta lại nói quá xa xôi, dù là giá phải trả là ta cuộc đời này nhất cao không quá phong môn cảnh, ta cũng không có tiếc nuối. Hơn nữa bây giờ tinh khiếu cảnh, ta cũng cảm giác đủ dùng. Chí ít nghiền ép tiểu súc sinh kia đủ rồi. Hạ Linh Thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng cửa đi tới, ngươi tầm mắt quá thấp. Tốt lắm, thời gian xong hết rồi, lần này, ngươi tự mình mang Hạ Nhược Tuyết đi Thăng Long thi đấu đi, món đồ kia, chúng ta phải bắt được. Linh Vận con ngươi đông lại một cái, nghiêm túc nói, yên tâm, cung chủ. Hạ Nhược Tuyết mặc dù thời gian tu luyện trễ, nhưng là ta dựa theo ngươi nói, đem đá này mài thành bột, mỗi ngày ngưng tụ thành dịch, để cho Hạ Nhược Tuyết ăn vào. Nàng tu vi và thiên phú, cũng đủ để cho nàng trở thành ta linh tiên đế cung bảng hiệu và kiêu ngạo. Chỉ là, như vậy biết hay không quá nóng vội. Hạ Linh Thu cười lạnh một tiếng, người khác sống chết và hạn định, cùng chúng ta có quan hệ như thế nào? Nàng bất quá là chúng ta linh tiên đế cung đệ tử, nếu như không có ngươi khai thác, nàng có thể vẫn là Côn Lôn hư chúng sinh. Chúng ta cho nàng cơ hội, nàng hẳn cảm kích mới đúng. Huống chi. Đá này lai lịch thần bí, ăn vào đối với thân thể có không tác dụng phụ, chúng ta căn bản không biết. Nhược Tuyết, làm vật thí nghiệm, không việc gì không tốt. Vạn nhất, đá này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, lớn nhất được lợi không phải Hạ Nhược Tuyết sao? Dĩ nhiên, nếu là đúng thân thể tạo thành tổn thất, và ta Hạ Linh Thu có quan hệ gì? Con kiến hôi mà thôi. Linh Vận hơi ngẩn ra, đối với cung chủ tuyệt tình. Nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, cung chủ, ta cái này liền mang theo Nhược Tuyết đi trước Thăng Long thi đấu. Ừ, Hạ Linh Thu chỉ nhẹ nhàng phát ra đạo thanh âm này, liền biến mất ở giữa trời đất. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Đây cũng là quyền lợi. Hạ Linh Thu thành tựu linh tiên đế cung cao nhất cung chủ, nàng vi tôn. Người bất kỳ đều là con kiến hôi. Cho dù là có liên hệ máu mủ linh vận, cũng là như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.